Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý tăng ni sinh. Hôm nay là ngày rằm tháng chạp năm Tân Sửu, cũng nhằm vào thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2022. Và hôm nay là được xem được cái tuần cuối cũng giống như buổi học cuối môn Phật pháp căn bản, để sau tuần này thì các tăng ni sinh bắt đầu là nghỉ Tết. Nghỉ Tết, đón Tết âm lịch. Mình hết năm Sửu, năm Châu, mình chuẩn bị bước qua là năm Dần, Tân. Mình cũng các tăng ni sinh rảnh thời gian cũng học một chút, biết một chút về bấm một chút tí Sửu Dần Mèo tiền tiện ngọ mùi thân dầu túc hội. Phải không? Thì hôm nay Sửu rồi tới Dần, một canh là tới Tân. Ví dụ như hôm nay Tân Sửu, canh Tân là Nhâm, hết Tân bắt đầu. Hôm nay Tân Sửu, Tân thì nó bước qua là Nhâm, Giáp Ấn Bính Đinh Mậu Kỷ canh Tân, Tân là tới Nhâm, Sửu qua Dần, cho nên từ Tân Sửu thì nó bước qua là năm canh tới năm Tân, cũng từ Mậu Kỷ canh Tân Nhâm là năm sắp tới là năm Nhâm Dần. Phật lịch đồ bao nhiêu đó thì mình mỗi khi mình nhìn lên cái tờ lịch, cái gì nó khó mình ai học mà nó khó thì mình học được thì thôi, nhưng mà mấy cái căn bản, mấy cái nhỏ sơ sơ tí Sử Dần Mèo rồi mình ở chùa mình cũng biết một chút, nhìn lên cái tờ lịch nó có ghi hết. Năm gì năm nay là năm 2002, là năm tuổi dương lịch nó bước qua năm mới, nhưng mà âm lịch đó, thì nó bước mà còn nằm lại là chưa hết năm. Thành thử ra mấy cái đó thì khi mà rảnh các tăng ni sinh nghiên cứu học một chút nó cũng hay, nó cũng rất là thực tế, không có xa vời, không có mê tín hết. Nhiều người không biết thì cứ nói này nói kia, nó không có trúng. Nhìn lên cái tờ lịch hàng năm, mỗi một ngày tờ lịch nó từng rơi, cuộc đời theo cái đời sống vô thường, mỗi mùa xuân sang thì cứ già thêm một tuổi, lớn lên tuổi thêm tuổi nữa. Thế trong cái bài học hôm nay mình sẽ học cái bài học về tứ vô lượng tâm. Trong chương trình Phật pháp căn bản của các tăng ni sinh chúng ta có thì là bài này là bài số 4, được gọi là tứ vô lượng tâm. Nhưng mà thông thường hôm trước như quý thầy giới thiệu là mình sẽ căn cứ phần lớn là quý thầy căn cứ vào cái tài liệu chính, tức là hòa thượng của cuốn Phật học phổ thông của hòa thượng Thích Thiện Hoa. Cố nhiên trong quá trình đó có những cái bài nào mà quý thầy mà soạn những chương trình bài hay thì quý thầy sẽ giới thiệu lấy tài liệu đó mình học để mình làm chuẩn. Rồi bên cạnh đó mình cũng lấy cái cuốn theo cái giáo trình Phật học của chương trình Phật học trường trung cấp mà Ban Giáo dục Trung ương đã soạn thảo cấp cho các tăng ni sinh, thì phần lớn ai cũng có cái tài liệu để hết rồi. Thế hôm nay mình học cái bài tứ vô lượng tâm. Thông thường là người ta, cái người ở thế gian người ta bảo là mình phải tu tâm dưỡng tánh, không cần thế này, không cần gì chùa, không cần gặp thầy, không nghiên cứu này kia. Thì vấn đề đó thì nhiều người họ nói chung chung thôi. Chứ mình học là phải, mình nghiên cứu, đã tu là phải học. Tu mà không học là tu mù. Mà học mà không chịu ứng dụng tu tập là cái đại đường sát. Cho nên ông bà mình bảo, người xưa đều bảo là tu mà không học là tu mù. Học không tu là đại đường sát. Nó bảo tu tâm dưỡng tánh, nhưng mà hỏi tâm là gì không biết gì hết. Có mấy loại tâm, tâm vương như thế nào, tâm sở như thế nào, thiện tâm làm sao, ác tâm làm sao, cái phương pháp hóa trừ, hóa giải để mà chuyển hóa, để mà tu tập thì mình phải học mình mới biết. Nếu mình cứ nói tu tâm dưỡng tánh không biết gì hết thì cứ tu tầm bậy tầm bạ là tu mù, là nó nguy hiểm lắm, mất thời gian mà nhiều khi là không đi về đâu, mà làm nhiều khi là lãng phí thời gian nữa.
Thành thử nhiều người ở thế gian người ta không có nghiên cứu, không có tìm thầy, không có nghiên cứu, không đọc sách, không tham gia tu tập, không nghiên cứu. Thì người ta cứ bảo ở nhà mà tu tâm dưỡng tánh, nói thì dễ nhưng mà hành làm thì không dễ tí nào. Hôm nay mình học một cái bài là Tứ Vô Lượng Tâm. Này. Trong cái tiếng Hán là phần lớn các tăng sinh gần như ai cũng viết được cái chữ tâm hết, phải không ạ? Cái chữ tâm đó, nó gồm có ba chấm. Mà người ta có một bài thơ để mà mô tả về chữ tâm: tam điểm như tinh tượng, hoàn câu tệ nghiệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả gia tha. Trong chữ tâm cái tiếng Hán mình viết đó, nó có ba cái chấm. Mà các tăng ni sinh học cái chữ tâm là phải không ạ? Phần lớn ai cũng biết. Ở chùa là các tăng ni sinh là phần lớn ai cũng học tiếng Hán, học tỳ ni nhật dụng thiết yếu. À, tiếng Hán Việt là hết sức là quan trọng, à, là một trong những ngôn ngữ rất là nổi tiếng trên thế giới, một trong những ngôn ngữ hàng đầu của thế giới, mà có cái bề dày lịch sử không phải là 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, mà tới lịch sử 4.000, tới 6.000 năm lận lịch sử của tiếng Hán. Cho nên nó tích tụ trong đó nhiều cái kinh nghiệm, kiến thức từ nghìn xưa đỡ lại. Nếu mình gọi Việt Nam của mình có 4.000 năm văn hiến, mà trong khi đó cái tiếng mà tiếng cái chữ Hán đó, nó có lịch sử tới 6.000 năm, nó khủng khiếp không? Từ thời xa xưa người ta gạch một cái chữ ta đời là chữ nhất, gạch hai cái ta đời là chữ nhị, rồi ta gạch ba cái là chữ tam. Ngày xưa ta vẽ mặt trăng, mặt trời theo cái sự là vẽ hình ảnh, rồi sự hội ý, rồi chữ tượng thanh. Các tăng sinh học chữ Hán thì được các quý thầy mà giảng dạy về môn Hán văn đó, thì người ta giảng rất là rõ ràng. Thế thì đề cập tới cái chữ Hán đó, trong cái chữ tâm, bài học hôm nay mình học là Tứ Vô Lượng Tâm. Định nghĩa cái chữ tâm mà trong cái tiếng Hán gọi là, người ta gọi là tam điểm như tinh tượng, có ba dấu chấm. Cái chữ tâm nó có ba dấu chấm: tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nghiệt tà. Cái chữ tâm là một cái mình phẹt dấu chấm trước rồi viết chữ công xuống dưới lên. Thì cái hoành câu, cái nét công đó thì nó gọi là hoành câu tợ nghiệt tà. Hoành câu tợ nghiệt tà, cái nét công đó thì nó giống như cái móc câu đó, nó giống như là cái mặt trăng khuyết nghiệp tà. Tam điểm như tinh tượng, ba cái chữ tâm nó có ba dấu chấm giống như các cái vì sao. Còn cái nét cong đó thì nó giống như là cái mặt trời với mặt trăng khuyết. Tam điểm như tinh tượng, ba dấu chấm như là cái hình như mặt, như các vì sao. Hoàn câu tợ nghiệp tà, cái nét cong đó thì giống như là mặt trăng khuyết. Phi mau tùng thử đắc, tức là mang long đội sườn đó, thì cũng từ nơi chữ tâm mà ra. Tố Phật giả gia tha, mình có bị làm ác làm thiện hay là đọa trong mà mang long đội thừa đội sườn, phi mau tùng thử giác à, mà tố Phật giả gia tha, có thành Phật tác tổ thì cũng từ nơi chữ tâm mà ra. Nên đến với đạo Phật đó, thì chúng ta là gọi là tu tâm, thì người thế gian cũng biết cái điều đó, nhưng mà để mà tu tập làm cái tâm mình nó trở thành vô lượng vô biên thì không có dễ gì hết. Mình phải học, phải dụng tâm, phải chịu khó, phải nghiên cứu. Thế còn không là mình không biết đường mà tu tập được. Bài học hôm nay á là bài gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Các tăng ni xin có tài liệu trước mặt, thầy có sử dụng cái tài liệu ở đây là tài liệu của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Tạm thời là các tăng ni xin theo dõi cái tài liệu đây. Mở đầu Hòa Thượng Thích Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã đề cập như thế này: đứng về phương diện tuyệt đối hay trong như môn, thì tâm của chúng sinh hay tâm của Phật vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp cao, sai khác, ngăn cách. Nhưng đứng về phương diện tương đối sinh diệt môn, thì tâm có muôn hình vạn trạng, tùy theo chủng tính của chúng sinh mà có cao có thấp, có rộng có hẹp, không có đồng. Hỡi nghĩ đến tham sân si mạn nghi, thì tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai buông khác, cũng như cùng từ một thứ bột mà do người thợ làm bánh khéo hay vụng mà có bánh ngon, bánh dở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạc, bánh mặn, v.v. Cho nên trong bộ Tôn Cảnh Lục có chép: tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vận động thì ngàn sự sai biệt sanh khỏi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba món độc bị trói buộc, tâm thánh thì sáu món thần thông tự tại, tâm không
thì nhất đạo thanh tịnh, tâm thượng thì vạn cảnh tung hành. Tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. Nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên. Không phải trời sinh ra, cũng không phải đất mà có. Đó. Cái chữ tâm từ nơi cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm mình được tiêu diêu tự tại, tự mình mà đạp mây mà uống nước cam lồ, được phiêu diêu tự tại, an lạc giải thoát, thì cũng từ nơi tâm mà ra, từ nơi sự tu tập dụng tâm mà ra. Còn nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình gây nên, để chỉ cho các loài bị đọa địa ngục của ngạ quỷ. Ngạ quỷ cũng một cái dòng sông, một bến nước, một con đò. Nhưng mà tùy theo cái tâm tạo, tùy theo cái nghiệp của mình, mà ngạ quỷ hay là những cái chúng sanh khổ đau trong địa ngục, họ thấy nước đó tự nhiên họ thấy máu mủ không thể nào uống được, thậm chí nó biến thành lửa nữa. Nó giống như cùng một bát cơm đó, mà phàm phu mình ăn là bình thường. Cái người bệnh xuống họ đắng miệng, đắng mồm, không cách nào ăn được hết, nghiệp ăn nổi, nuốt nữa. Cái người bệnh đó, họ ăn thậm chí mà chế sâm, hay nhiều người bệnh nặng quá rồi thôi, chế sâm hay là chế yến làm những cái gì mà cao cấp nhất họ nuốt cũng nổi nữa. Đừng nói là cơm. Cho nên người bình thường mà khỏe mạnh ăn cơm, có phúc đức ăn cái gì thấy cũng ngon hết. Còn người bệnh xuống là thôi, ăn uống gì cũng được hết, đổ sâm đổ yến mà nhiều khi nuốt cũng nổi, thần chết đã đến gần bên mình rồi. Nên cái nghiệp nó tùy theo cái tâm mà cái nghiệp muôn hình sai khác. Anh bà Thanh Đề mà khi bà nói là con khi mà thấy ngài Mục Trường Liên đến cứu đi vào trong hỏa ngục, con ơi mẹ đói trong lòng. Ngài Mục Trường Liên đến thăm ngài mà mẹ của mình mà bị đọa trong cảnh giới khổ đau của ngạ quỷ của địa ngục. Mà bà Thanh Đề nói, cho nên Mục Liên nghe nói mà khóc than rầu buồn. Cho nên vội vàng mới trở lại thế gian, mới đi khất thực, bới cơm một bát đem sang mẹ mừng. Cơm trưa đưa đến miệng đà, hóa thành than lửa lúc mà đặng đông. Nên cũng là một bát cơm đó, nhưng mà nghiệp nặng là hóa thành than, thành lửa, thành máu, thành mủ. Cũng một dòng sông vậy. Cũng một dòng sông, một bến đắng vắng một con đò. Cũng một thoi hựu, đào hoa y cựu, tiếu đông phong. Hoa đào năm ngói còn cười giữa đông, người xưa nay bà đã còn đâu. Cái tống biệt hành của thanh tâm tài nhân cũng thấy một dòng sông, một bến vắng. Nhưng mà cũng một dòng sông bến vắng đó nó bình thường, nhưng mà dòng sông bến đó nó vui biết bao nhiêu, nếu đó là sự trùng phùng, sự hội ngộ sau hàng bao nhiêu năm dài xa cách. Nhưng mà cũng một dòng sông, một bến nước, một con đò, thì nơi đó sẽ buồn thê lương biết bao nhiêu, mà người ra đi đầu không ngoảnh lại, đưa người ta không đưa sang sông. Các tăng ni sinh mà học các cái kinh điển hay học các cái văn chương, chúng ta sẽ thấy phần lớn là nhất thiết di tâm tạo ở nơi cái tâm của mình mà ra. Cho nên một cái chú tiểu mà khi đi vào chùa cũng vậy. Các tăng ni sinh mà nếu mà mình chưa ai mà đi vô chùa mà chưa có thời gian mà nghiên cứu tu tập á, mình mất cái thời gian hành điệu mình á, mình cố gắng mình nhìn lại những sư đệ của mình hay những chú tiểu ở chùa, để mình biết, mình thấy được. Thì những cái người như vậy mới thấy cái nền tảng ở chùa. Khi vô chùa học cái gì? Học tỳ ni nhập dụng thiết yếu, là sử dụng cái tâm mình trong cái đời sống hàng ngày, lục dùng cần thiết hàng ngày. Mỗi một làm cái gì mình cũng phải sử dụng cái tâm mình, đó mới gọi là tu tâm. Mình bước chân xuống giường thì mình có câu kệ để mình làm sao mình không có sát hại chúng sinh, mà luôn luôn hồi hướng chúng sinh. Mình xúc cái miệng, mình đi vệ sinh, mình đi ra khỏi đường, mình làm cái gì cũng có cái câu chú, câu kinh, câu kệ, mà lúc nào cũng dụng tâm cái mình mà cầu đến pháp giới chúng sinh, gọi là đương nguyện chúng sinh. Đương nguyện chúng sinh là phải cầu nguyện cho chúng sinh. Sau một cái bài kinh, bài kệ, một cái thời khó tụng kinh, mình cũng hồi hướng công đức, tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, trở về quy y với Phật tánh của mình, với mười phương hằng hà xa số chư Phật, với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì mình cũng sẽ là hồi hướng như thế nào? Đương nguyện chúng sanh, phải cầu cho chúng sanh thế giai đại đạo, phát vô thượng tâm như thế nào? Khi mình trở về quy y Phật là mình cầu tất cả pháp giới chúng sanh trở về với cái đạo cả, đạo thanh tịnh, đạo an lạc, đạo giải thoát, đạo cả, và cầu cho tất cả mọi người được phát được cái tâm vô thượng. Mình phải dụng tâm như thế. Cho nhiều người không biết tu tập, nó tôi tu tâm dưỡng tánh, tôi nhà tôi tu được rồi, tôi cần đi về chùa, tôi cần gì gặp thầy, tôi cần gì lễ Phật, tôi cần gì tụng kinh. Nói thiên thiên địa địa đó là những người đó không biết gì hết. Lúc nào cũng ghê gớm, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu.
nói ghê gớm lắm. Thực ra ở nhà đồ phiền não đủ thứ đâu có dễ mà tu tập được, mà thờ cha kính mẹ là cái đạo hiếu thôi chứ đâu phải là trong tu. Trong tu gì mà đạo hiếu khác. Nên khi ta ca ngợi cái hiếu thảo á, thì cái câu đó nó trúng trong trường hợp để mà hiếu thảo với cha mẹ ông bà thôi. Chứ đã gọi là trong tu thì phải tu trong chính là phải như thế nào? Phải biết Phật, biết Pháp, biết Tăng, phải biết kinh điển, biết giáo lý, và biết cái sự dụng tâm của mình tu tập. Thì cái đó mới là trong tu. Mới hiểu được, mới dụng tâm, mới tu một cách trong chính được. Chứ không biết dụng cái tâm mà hết, cứ tu tầm bậy tầm bạ rồi nhiều khi tham sân si phiền não nó khởi lên, thì làm sao mà gọi là trong tu được. Hiếu thảo cha mẹ ông bà thì có, đạo hiếu hiếu thảo thì nó tốt, nhưng mà gọi là trong tu thì không có đúng. Trong tu là thế nào phải định nghĩa lại. Cho nên những cái câu đó thì nó đúng trong trường hợp nào. Vu Lan báo hiếu về tháng 7 Vu Lan thì mình có thể ứng dụng trong những câu đó, trong trường hợp đó. Nhưng mà đỡ gọi là trong tu thì không phải thế nào là trong tu. Phải hiểu, phải biết. Chứ mà nếu mà tu mù là nguy hiểm. Một chú tiểu cũng vậy. Cho nên ở trong cái bài mở đờ Tứ Vô Lượng Tâm của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Cố Hòa Thượng Thiện Hoa, ngành mở đờ một cái hết sức là sâu sắc. Đứng về phương diện tuyệt đối hay chăng như môn, thì tâm của chúng sinh hay tâm của chư Phật là một đồng nhất thể, không rộng hẹp, không cao thấp, không sai khác, không ngăn cách. Nhưng đứng về phương diện tuyên đối hay sanh diệt môn, thì tâm có muôn hình vạn trạng, tùy theo chủng tính của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp, không đồng. Hễ nghĩ đến tham sân si mạng vân vân thì tâm trở thành nhỏ hẹp, lớn bé, ngàn sai muôn khác. Cũng như từ một thứ bột mà do người thợ làm bánh khéo hay vụng mà có bánh ngon, bánh dở, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạc, bánh mặn, vân vân. Cũng từ như vậy mà kinh điển đều dạy rằng tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sinh, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai khác sinh khỏi, tâm bình thì thế giới bình. Tâm phàm thì ba món trói độc tham sân si nó sẽ trói buộc. Tâm thánh thì sáu món thần thông tiêu diêu tự tại. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh. Tâm không ở đây mình gọi là cửa thiền, gọi là cửa không, đạt đó cái trình độ mà vạn pháp giai không, cái sự tu tập là tâm không, rất là siêu chứ không phải bình thường. Tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tung hành, tự mình đạp mây uống nước cam lồ, tiêu diêu tự tại thì cũng từ nơi tâm, không ai cho mình hết, mà còn bị đọa trong lửa hừng hực của cảnh giới địa ngục hay uống máu mủ của ngạ quỷ thì cũng từ mình mà gây nên. Không phải trời sinh ra, cũng không phải đất mà có. Xem thế thì đủ biết tâm là động lực chính để làm cho ta sướng hay khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Vậy muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, muốn được quả vị thánh nhân Bồ Tát thì chúng ta cần phải trau dồi cho được một tâm vô lượng, vô cùng rộng lớn. Một vô lượng tâm. Đó, vô lượng tâm. Cái tâm phải dùng tâm như thế nào gọi là cái tâm vô lượng, thì ở nơi đây cái bài học mình là sẽ giới thiệu bốn cái tâm vô lượng mà người con Phật mình thường ứng dụng được tu tập, gọi là tứ vô lượng tâm. Đó là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả được gọi là tứ vô lượng tâm. Đây là một trong những cái điều hết sức là căn bản để khi mà ứng dụng mình học. Cho nên cái bài học của mình gọi là Phật Pháp Căn Bản. Ngay từ ban đầu là phải luyện một cái tâm mình lúc nào cũng phải cố gắng, phải mở rộng tâm ra. Cái tâm mình nó rộng lớn, mà phải học thực hiện cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát là gì? Bồ Tát gọi là Bodhisattva. Còn khi hỏi là Bồ Đề Tâm là gì? Các tăng nên xin Đức Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là Bodhicitta. Bodhi tức là Bồ Đề, Chitta là tâm. Bodhi tức là tâm, Bodhi tức là Bồ Đề. Bồ Đề có nghĩa là gì? Bồ Đề là giác ngộ, là giải thoát, là an lạc. Cho nên ai hỏi là Bodhicitta là dịch là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ. Những cái điều đó các tăng sinh phải biết và nắm vững. Ai hỏi Bồ Đề Tâm là gì là mình không biết còn được.
Nên về chùa nhiều người bảo là ô hôm nay con phát tâm lớn, hôm nay mới trúng được giấy số, cuối năm con làm ăn được cái này kia thôi, con phát tâm bồ đề, con cúng cho quý thầy 10 triệu 20 triệu để làm từ thiện, để xây chùa, để cho tạo phúc bá gia bá tánh. Thì gọi là cái tâm phát tâm đó gọi là tạm thời gọi là bồ đề tâm, chứ không phải tâm bồ đề. Tâm bồ đề không phải là phát tâm là cúng xi măng hay là cúng gạo, cúng thóc hay là cúng tiền cũng được, nhưng bồ đề tâm tức là cái tâm cầu giác ngộ giải thoát, thì đó mới gọi là bồ đề tâm, bodhicitta, bồ đề tâm. Còn người con Phật là thực hiện cái lý tưởng Bồ Tát đạo, lý tưởng để mà vị tha, bodhisattva. Bodhi là bồ đề, Bồ Tát tức là bodhisattva. Bodhisattva, bodhi tức là bồ đề là giác ngộ, sattva tức là một cái chúng sinh. Bodhisattva tức là một chúng sinh mà cầu cái sự giác ngộ, giải thoát, là hướng đến cái tâm vị tha, thì đó được gọi là bodhisattva, là Bồ Tát. Mà người con Phật lúc nào cũng phải dùng cái tâm một chúng sanh, lúc nào cũng cầu cái sự an lạc giải thoát, mà đem đó cái sự giải thoát cho tất cả mọi người, gọi là bodhisattva. Còn Phật đó là Buddha, là giác ngộ hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Còn lý tưởng của Bồ Tát hay là A-la-hán thì thông thường là chỉ mình có là cầu cho cái sự giác ngộ cho bản thân mình và đem đó cái sự hướng dẫn tất cả mọi người, trải tâm từ bi, trải tâm vô lượng đến pháp giới chúng sinh, cầu cho mọi người được an lạc cũng giải thoát như mình, thì đó được gọi là Bồ Tát, lý tưởng Bồ Tát đạo, lý tưởng vị tha. Và tứ vô lượng tâm là sẽ để mà chúng ta trải cái tâm mình vô lượng vô biên của học theo cái hạnh nguyện của một bậc Bồ Tát. Cho nên ngay từ khi mà vô chùa là mình đã, các chú tiểu hay là những người sơ tâm xuất gia là bắt đầu học những ký lục tỳ ni nhật dụng thiết yếu, là lục dùng cần thiết hàng ngày. Lúc nào mình trong mọi cái câu kệ, mọi cái việc làm thì chúng ta phải dùng tâm nó vô lượng vô biên mà đến pháp giới chúng sinh. Trong đó cái từ mà thường gặp nhất là các tăng nhân sinh chúng ta lưu ý, người con Phật, người Phật tử chúng ta để ý, đó là đương nguyện chúng sanh. Đương nguyện chúng sanh là làm cái gì? Đương là phải, nguyện tức là cầu nguyện chúng sanh, mà chỉ cho tất cả vạn loại hữu tình. Làm cái gì cũng cho cầu nguyện cho đến tất cả chúng sanh, đem công đức hồi hướng. Từ khi uống nước, từ khi ăn cơm, từ khi thức dậy, từ khi mà đi chúng ta đi tắm, đi giặt, đánh răng, súc miệng, lên nhà xí, thậm chí là khi mà chúng ta lên những nơi thanh tịnh, thậm chí vào những cái nơi mà nhơ bẩn nhất trong nhà xí, thì cũng có cái câu kệ để mà cầu nguyện cho chúng sanh. Làm cái việc là gì cũng có vì pháp giới chúng sinh. Đó là một trong những cái hành nguyện của Bồ Tát Đạo, lý tưởng Bồ Tát Đạo, thực hiện Bồ Tát Đạo để mà đến với pháp giới chúng sanh. Đó gọi là, đó được gọi là vô lượng tâm, cái tâm không giới hạn. Khi mà các tăng ni sinh không biết, nhiều người không biết ở đây có các phầu hết các tăng ni sinh là có ai thuộc hết cái bài kinh công phu chiều. Khi vô chùa là ít nhất là vô chùa những cái hành đạo. Khi mà hành đạo là một thời hành điệu mà của người đi xuất gia sơ tâm á, là mình phải có những cái nền tảng. Các tăng ni sinh nào mà đi xuất gia trung niên, tuổi từ 20 được trở lên đó, là ít khi mà có cái, hay là từ khoảng chừng 18, 19 tuổi mới đi học xong đà 12 thì mình mới đi tu á, thì phần lớn á là mình cũng đã lớn, cho nên có cho nhiều người bỏ qua cái giai đoạn hành điệu, tức là một chút tiểu vào chùa là phải học chẳng hai thời công phu lớn bé mình cũng phải học. Ngày trước là học Lăng Nghiêm thì rất là khó. Thời bây giờ thì có nhiều cái trường phái, Lăng Nghiêm thì có nhiều chùa cũng bỏ qua, không yêu cầu học nhiều nữa. Nhưng phải học Kinh A-di-đà, học Kinh A-di-đà. Như mà bên Nam Tông thì đôi lúc người ta không có chuyên về Kinh A-di-đà mà có những bộ luật khác. Thậm chí bên khất sĩ có những cái chương trình học khác. Nhưng mà làm cái gì cũng phải dụng tâm. Chẳng hạn như về với thầy giới thiệu cho các tăng sinh biết, bởi mình dụng tâm trong quá trình mà công phu chiều. Công phu chiều là cứ từ 4 giờ là mình tụng kinh A Di Đà với tụng kinh Mong Sơn Thí Thực. Mong Sơn Thí Thực.
Thì cái câu đầu tiên ở trong đó là Nam Mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát. Nam Mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát, Mãnh Hỏa Diệm Diệm Chiếu Thiết Thành, Thiết Thành Lý Diện Nhiệt Cô Hồn. Có cái tên Lê Thị Hồng của cháu ở đó tắt cái mic, học cho đàng hoàng nghiên cứu, nếu không nên đỡ em bé rồi vô trong đó. Chúng ta học cho nghiêm túc. Thì cái bài này là một trong những bài dụng tâm, được xem là bài học cuối của năm Tân Sửu này. Các tăng sinh chúng ta cố gắng sử dụng cái tâm được của mình. Qua cái bài học đó thì chúng ta hiểu, ta tu tập, ta ứng dụng, ta tu tập thì nó có kết quả rất là tốt. Tụng một cuốn kinh đơn giản thôi của một chú tiểu ở trong một cái thời khó công phu triều, thì tụng chẳng hạn như cái tụng gì, tụng bài kinh Mông Sơn Thiết Thực: Mãnh Hỏa Diệm Diệm Chiếu Thiết Thành, Thiết Thành Lý Diện Nhiệt Cố Hồn, Cố Hồn Nhược Yếu Sanh Tịnh Độ, Thích Tụng Hoa Nghiêm Bán Kệ Kinh, Nhược Nhân Dục Liễu Tri, Tam Thế Nhất Thiết Phật, Ưng Quán Pháp Giới Tánh, Nhất Thiết Chi Tâm Tạng. Có tăng sinh nào tên Lê Thị Hồng đó, chúng ta học cho nghiêm túc, đừng có giơ tay, đừng có em bé rồi vô lung tung trong đó. Thế thì mình học cái câu đó thì Nam Mô Diệm Nhiên Vương Bồ Tát là gì? Là Nam Mô là kính lễ, kính lễ. Con kính lễ Đức Bồ Tát Diệm Nhiên Vương. Mãnh Hỏa Diệm Diệm Chiếu Thiết Thành là lửa giữa nó phừng phừng, nó chiếu, nó thiêu đốt trong cái thành sắc, gọi là Mãnh Hỏa Diệm Diệm Chiếu Thiết Thành. Thiết Thành Lý Diện Nhiệt Cô Hồn là trong cái thành sắc, là trong cảnh giới địa ngục, nó thiêu đốt các loại cô hồn. Thiết Thành Lý Diện Nhiệt Cô Hồn, trong cái thành sắc đó thì nó thiêu đốt các cái loại chúng sanh, cô hồn các bác. Cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, mà trong cái lúc đau khổ địa đọa trong cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ khổ đau đó, mà muốn sanh về cái cảnh giới an lành. Thiết Thành Lý Diện Nhiệt cô hồn nhược yếu sanh tịnh độ, các loại cô hồn các bác mà muốn được sinh về cõi lành, cõi tịnh độ, thì ít nhất là phải lắng nghe một bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Thích Tụng Hoa Nghiêm Bán Kệ Kinh, hãy lắng nghe một bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm. Nhược Nhân Dục Liễu Tri, Tam Thế Nhất Thiết Phật, nếu người nào muốn biết ba đời của chư Phật, Ưng Quán Pháp Giới Tánh, Nhất Thiết Chi Tâm Tạng, thì phải quán chiếu cái pháp giới tánh này, tất cả đều nơi tâm đã tạo ra. Ở một chú tiểu mà đứng ở trước chùa, chúng ta thấy nhiều khi mình nghĩ, nhưng mà lý tưởng của Bồ Tát Đạo đã thực hiện từ một chú tiểu, từ một thời hành đạo. Mà nếu chúng ta biết cái dụng tâm qua cái bộ luật tỳ ni, luật dùng cần thiết hàng ngày, hay là một cái bài kinh đơn giản nhất, nhưng mà cũng từ cái nền tảng thấp nhất đó, nhưng mà học mãi, tới học về già cũng phải ứng dụng. Tới chừng chết thôi, chừng nào đạt được cái sự an lạc, giác ngộ, giải thoát thì mới hết. Nhưng mà nó đi từ những bước đầu tiên cho đến khi mà dụng tâm cái cuối cùng, là một quá trình dụng tâm. Mà cái dụng tâm từ một cái phàm phu của một chú tiểu lên một cái vị hòa thượng, đại lão hòa thượng, cho một người sơ cơ học đạo, cho đến khi mà thuần thục học đạo, thì cũng phải dụng tâm. Mà phải đạt làm sao cho cái tâm mình nó được vô lượng vô biên, thì được gọi là vô lượng tâm. Cái tâm ban đầu của mình là nhỏ hẹp, nhỏ bé, là hơn, là thua, là đố kỵ, là tranh, là giành. Nhưng mà mình làm sao cứ mỗi một ngày mình tu tập, từ cái thời hành điệu, vô trong nhà chùa phát tâm tu, cho đến khi mà lên đại đức, lên thượng tọa hay lên hòa thượng, thì mỗi một ngày làm sao mình có sự tiến bộ, và cái tâm của mình mỗi ngày càng rộng hơn, càng mở hơn, càng tốt đẹp hơn, mà được đạt đến cái tình độ là vô lượng tâm. Nhân này thì quý thầy cũng kể cho các tăng ni sinh chúng ta biết luôn. Nhiều người cũng đi vô chùa cũng chưa biết, nhất là những cái buổi cuối năm này, cúng tất niên, rồi cúng mà cúng ở trước nhà, cúng các bác cô hồn, hay là cúng ở trước bằng cô hồn ở trong chùa. Cách đây có mấy hôm có một Phật tử hỏi thầy: thưa thầy, con cũng hỏi nhiều người mà nhiều người trả lời không có được, tại sao vô trong chùa một bên là ngày hộ pháp, một bên là ngày tiêu diện, thế chiều lại toàn là quý thầy, sao mà hai ông mà đỡ giữ trước chùa, mà sao mà quý thầy cứ chiều lại là thấy các chú tiểu với các quý thầy đem cháo, đem cơm, đem chè đồ ra cúng ở chỗ ngài tiêu diện, mà không cúng cho ngài hộ pháp, chiều nào cũng cúng. Các tăng ni sinh có để ý chuyện đó không? Đấy, có để ý cái 3 giờ tại sao mình chiều lại nào thì chú tiểu hay là quý thầy đem cháo, đem cơm rồi ra cúng cho ngài tiêu diện? Ông ác đó, vô trong chùa là một bên là một ông thiện, ông ác phải không à? Long thần hộ pháp.
gọi là ông thiện, ông ác. Một bên nó được gọi là khuyến thiện, một bên là phạt ác. Ông khuyến thiện là ông hộ pháp, ông cầm thanh gươm tướng tá rất là đoan nghiêm, đúng không? Còn bên kia là phạt ác, là tiêu diệt là sao? Đầu đới tam sơn duy nguyện. Khi mà vị chủ lễ cúng rồi các tăng đại sinh mà học cái nghi thức cúng, đúng không? Học một câu duy nguyện phải biết. Duy nguyện đầu đới tam sơn thiên địa, động họ trung phúng quả quỷ thần kinh, quan gián đạo tràng chứng minh công đức, hương hoa thỉnh hương hoa phụng thỉnh. Duy nguyện tức là cúi sinh, là cung thỉnh. Thỉnh duy nguyện Đức Bồ Tát Diện Nhiên Vương đó là trên đầu đội có cái đánh chóp ba sừng, tam sơn ba ngọn núi, đầu đinh đại ca thứ dữ là đầu đinh ngài tiêu diện. Động đầu đối tam sơn thiên địa, đầu cả trên đời trên đầu thì đầu cả ba ngọn núi, cả tam sơn, cả thiên địa, cả trời đất. Đầu đối tam sơn thiên địa, động khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh, tức là trong cái miệng là phun lửa ra, tất cả quỷ thần đều cung khinh khiếp. Thỉnh ngài quan giáng đạo tràng chứng minh công đức để mà độ trong các cái vấn đề cúng các bác cô. Câu chuyện được bắt đầu trong cái nguồn gốc mà khi các tăng sinh về sau có tìm hiểu là nhiều cái bộ kinh, chẳng hạn như bộ kinh trong Đức Phật đã thuyết, những cái bộ kinh chẳng hạn như Phật thuyết cứu bạc ngạ quỷ diễm khẩu Đà La Ni kinh, trong rất nhiều bản kinh trong các cái nghi thức mong sơn thí thực thì có đề cập tới cái câu chuyện, chuyện kể rằng trong cái thời Đức Phật cái nguồn gốc mà cúng các bác hồn. Các tăng ni sinh nhân đây thầy chia sẻ cho các tăng ni sinh chúng ta lưu ý để mà chúng ta hiểu được cái điều này. Khi mà các tăng ni sinh có thọ trì hay một chú tiểu hay là mình có tụng các bác hồn, mình phải dùng cái tâm của mình thì cái công đức nó mới trọn vẹn, nó mới tốt đẹp được. Nếu mình tụng một miệng mình cứ tụng không mà không hiểu được cái nghĩa, hay là tụng mà cái tâm một nơi, thân một nơi, tâm ngã, thì cái công đức của mình không được nhiều. Nên là mình cái thời khó cúng kinh hay tụng kinh của mình nó cũng sẽ không có lợi ích được nhiều. Nghi thức mong sơn thí thực, cái chuyện được kể như thế này trong cái bản kinh Phật Thiết Cứu Bạc Ngạ Quỷ Diệm Khẩu Đà La Ni kinh, trong hay là các cái nghi thức cúng trọng cúng thí, kể chuyện rằng là ghi lại cái lịch sử cái thời xưa, cái nguồn gốc cúng các bác hồn là mình sử dụng tâm. Trong cái bài Tứ Vô Lượng Tâm thì quý thầy ở đây cũng giới thiệu cho các tăng ni sinh chúng ta cố gắng chúng ta để ý sử dụng tâm, cái tâm mình là vô lượng như thế nào. Trong một đêm tối trời, lúc bây giờ Đức Phật như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Lúc bây giờ Đức Phật ở tại nơi cái vườn trong cái vườn Tinh Sát Kỳ Hòn, vườn của ông trưởng giả Cấp Cô Độc. Trong một đêm 30, một đêm tối trời 30 trong mình gọi là Hắc Nguyệt. Các tăng ni sinh mà thường thọ trì mà tụng kinh Bố Tát, Hắc Nguyệt hay là Bạch Nguyệt. Hắc Nguyệt tức là trong 30 tối trời. Thường mình thọ mỗi tháng mà mình tụng kinh Bán Nguyệt Thiết, cứ nửa tháng mình tụng kinh tụng giới một lần, nửa tháng mình tụng một lần gọi là Bán Nguyệt Thiết, nửa tháng là tụng kinh tụng giới một lần. Gọi là Hắc Nguyệt hay là Bạch Nguyệt. Hắc Nguyệt là sử dụng cho trong cái đêm tối 30 khó lễ sám hối rồi hay là thọ trì tụng giới trong 30. Bạch Nguyệt tức là trăng sáng, là trong cái ngày 15, 14, 15 tùy theo cái trường giới hay tùy theo trong các cái chùa mà chúng ta có cái điều đó. Thế thì trong một cái bản kinh đã ghi rằng trong một đêm tối trời 30 ở tại nơi Tinh Sát Kỳ Hòn, lúc bây giờ thì tôn giả Ananda là cái vị thị giả của Đức Thế Tôn, cho nên Nam Mô Khải Giáo Ananda tôn giả rồi đó. Thì trong cái tụng kinh mà mong sơn thiết thực, các tăng ni sinh ai mà thọ trì các chú tiểu hay tăng ni sinh thọ trì sẽ thấy đó, Nam Mô Khải Giáo Ananda tôn giả, duyên khởi từ tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda là một cái vị rất là giỏi, một cái ngài gọi là đa văn đệ nhất. Đa văn tức là cái sự học rộng, nghe nhiều nhất là vị thị giả thường xuyên hầu cận bên Đức Thế Tôn, nên ngài được nghe rất là nhiều lời pháp. Nên tất cả kinh điển về sau là tôn giả Ananda được trùng tuyên lại. Ngài được gọi là đa văn đệ nhất, có cái trí nhớ siêu phàm mà trong các hàng đệ tử của Đức Phật không ai bằng được, nên gọi đa văn đệ nhất. Nhưng mà ngài cũng có cái chướng duyên
là ngài không có chứng đắc được cái thánh quả A La Hán, mà ngài chỉ chứng đắc được quả Tu Đà Hoàn thôi. Còn trong các cái thánh quả còn lại như là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán thì ngài chưa chứng đắc được. Trong khi đó là tôn giả như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Viên thì tất cả quý ngài đều được chứng đắc được thánh quả A La Hán. Nhưng mà trong thập đại đệ tử của Đức Thế Tôn thì riêng có tôn giả Ananda thì không có chứng đắc. Thậm chí mà khơi tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài cũng chưa chứng đắc được thánh quả A La Hán. Mà các tăng nữ sinh chúng ta được học để ý cái điều đó. Thế thì trong cái đêm mà tối trời 30 đó, ngài đang ngồi tĩnh tọa ở dưới một cái gốc cây trong cái Tinh Xá Kỳ Hòn, trong vườn rừng thưa vắng của Tinh Xá Kỳ Hòn, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Thế lúc bây giờ ngài đang ngồi tĩnh tọa thì tự nhiên xuất hiện ở trước mặt ngài một con quỷ tên là Quỷ Diệm Khẩu. Quỷ Diệm Khẩu, Diệm Khẩu tức là gì? Diệm tức là lửa, nó cháy phùng phục gọi là diệm. Mãnh hỏa diệm diệm tức là lửa cháy phùng phục gọi là mãnh hỏa diệm diệm. Diệm khẩu, khẩu là cái miệng, con quỷ nó há miệng ra nó phun lửa ra rất là kinh khiếp. Tự nhiên ngài đang ngồi thiền xuất hiện trước mặt của ngài một con quỷ tên là Quỷ Diệm Khẩu. Con quỷ nó ghê gớm lắm, trên đầu nó là tam sơn và đầu đinh, cái đầu như đại ca khủng khiếp. Đại ca thì không bằng được cái con quỷ diệm khẩu được. Trên đầu thì gọi là đúng ba cái chóp khủng khiếp lắm, đầu đổi tam sơn, và nó miệng thì nó phun lửa ra, cái lưỡi thì nó le ra thật là dài, le lưỡi ra chúng thể kinh danh, cầm cờ nọ quý điều hàng phục, mong sơn hạ vong lời lưỡng túc, trống đàn tiền phụng sắc tam tôn, trị chúng cô hồn, quyền khai ngạ quỷ, không thừa Phật chỉ, ủng hộ vạn gia, nam bắc sơn hạ. Các tăng sinh mà học, ai mà học cái nghi thức mà cúng trống, hay là nghi thức mà cúng thí thực các bác cô hồn, thì chúng ta có thể học nghiên cứu điều đó. Thì trong cái đêm tối trời tự nhiên là mới cái canh 1, canh 2, là lúc bây giờ là khoảng cái 9, 10 giờ tối thôi. Và trong 30 tối trời, tự nhiên ngài Tôn giả Ananda đang ngồi tĩnh tọa, thế xuất hiện trước mặt ngài một con quỷ diệm khẩu rất là kinh khiếp, mà nó cầm cờ, đầu đói tam số, nó cầm cờ nó chỉ vào trong mặt của Tôn giả Ananda, nó bảo rằng trong 3 ngày nữa ông phải chết. 3 ngày nữa ông sẽ chết. Ông mà muốn thoát được cái nạn này thì ông phải làm sao? Phải tìm các cái loại mà thức ăn thực phẩm nhiều như là số cát sông Hằng, nhiều như là tam thiên đại thiên thế giới. Ta là quỷ diệm khẩu, ta cai quản các loài cô hồn các bác ngạ quỷ. Mà cô hồn các bác ngạ quỷ trong cảnh giới u minh mịt mịt mù mù rất là khổ đau, rất là thiếu thốn, đói khát kêu riêu. Ông phải tìm làm sao? Phải là tìm các cái loại thức ăn thực phẩm nhiều như số cát sông Hằng, nhiều như tam thiên đại thiên thế giới, hằng hà sa số thế giới, nhiều như vậy để mà bố thí cho các loại các bác hồn, chứ không là trong 3 ngày nữa ông phải chết. Dặn cổ ông chết khủng khiếp vậy. Tôn giả Ananda là người chưa chứng được đắc được thánh quả, cho nên ngài tóc bộ hoa hột run cầm cập, run sọ, thì vội vàng bước xả thiền chạy thẳng vào trong cái hương thất Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, nó gặp Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, trong buổi tối 30 con đang ngồi thiền, tâm con đang tĩnh lặng, cái điều này quý diệm quả nó xuất hiện khủng khiếp. Nói xong biến mất, là cái điều nó sờ sờ trước mắt chứ không phải là con nằm chim bao gì. Tại sao lại có cái điều như vậy? Hết sức là con kinh khiếp. Con bây giờ đi xuất gia, mỗi một ngày đi khất thực thì chỉ được bình bát cơm, một hai bình bát, chứ làm gì mà có được cái thức ăn là nhiều như tam thiên đại thiên thế giới để mà bố thí cho các loài các bác cô hồn. Mà lấy gì mà con làm, mà nó bảo con trong 3 ngày nữa, nếu mà không có là phải chết, trong 3 ngày nữa phải chết. Nói xong nó xí mặt nó biến mất, khủng khiếp vậy đó. Thì Tôn giả Đức Phật mới dạy rằng, này Tôn giả Ananda, ông đừng có lo lắng gì hết. Đó là một trong những cái nguyên nhân tốt đẹp, nhờ cái câu hỏi, nhờ cái sự kiện hôm nay mà Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông một cái phương pháp và chỉ dạy cho cái đời sau một bản kinh để mà cứu độ các bác các loài chúng sinh về sau. Ông hãy lắng nghe mà thọ trì. Thì Đức Phật đã thiết cái bộ kinh đó rồi, Phật Thiết Cứu Bạc Ngạ Quỷ Diệm Khẩu Đà La Ni Kinh. Và về sau thì được chia làm trong nhiều cái bản kinh, để mà trong đó có cái nghi thức cúng gọi là mông sơn thí thực, cúng loài các bác hồn trong kho nghi chẩn tế về sau. Và Đức Phật chỉ dạy tất cả những cái kinh chú, những biến thực biến thủy như thế nào, biến pháp ra rồi tịnh khẩu nghiệp cho ngon, tịnh tam nghiệp cho ngon. Đức Phật dạy tất cả những cái phương pháp Đà La Ni Kinh. Đà La Ni là chú, vừa kinh vừa chú trong đó.
Và Đức Phật mới bảo rằng ngày mai đây, khi mà ông đi khất thực, ông chỉ khất thực cho một ít cơm nước thôi, không còn nhiều. Ông hãy đến một nơi thanh vắng mà ông nhất tâm ông thọ trì cái bộ kinh này, Phật Thiết Cứu Bạc Ngạ Quỷ Diệm Khẩu Đà La Ni Kinh. Và nhất tâm nhất cú nhất kệ, ông hãy thọ trì những thần chú, trong đó có thần thức là biến thực biến thủy chân ngôn. Từ một biến ra hai, hai biến ra ba, biến ra mười, biến ra hằng hà xa số thế giới, mà phải sử dụng cái tâm mình nó thật là định tĩnh để mà biến ra, thì lúc đó thì mới đạt. Cho nên Tôn giả Ananda đã thọ trì cái bản kinh đó. Thọ trì cái bản kinh đó. Thì về sau từ nơi đó, từ nơi cái bản kinh này, mà là trong các cái nghi thức mà ngày xưa là nghi thức không phải cúng như bây giờ. Tại vì mỗi thời mỗi nó khác nhau. Có nhiều người nói sao ngày xưa không có cúng, mà thực ra ngày xưa đã có cúng rồi. Cúng cái nghi thức ngày xưa, người ta đi bộ, bây giờ người ta đi máy bay nó khác. Mỗi một cái thời gian, không gian nó khác nhau. Này. Thì một Phật thầy ơi, cho con hỏi một tí ạ. Theo con được có một số thông tin đến đưa ra là con quỷ mà báo mộng cho ngài Anan đó là con ngài Quan Âm kiểm tra đúng không thầy ạ? À, con cứ nghe từ từ cuối buổi rồi hắn hỏi, nghe không? Dạ, dạ, dạ. Thế thì Đức Thế Tôn mới chỉ dạy rằng Tôn giả Ananda ông đừng có lo lắng gì nhiều. Đó là cái nhân duyên rất là tốt đẹp để mà Như Lai thiết cái bộ kinh này. Và ông đừng có lo lắng con quỷ diện Như Vương, nó không phải ai là khác mà chính là Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã thị hiện ra thân ngạ quỷ. Đức Quan Bồ Tát ngài có 32 ứng hóa thân. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng có thọ trì. Nếu mà muốn làm thân Phật, nói nếu mà quốc độ nào có mà có duyên có thở mà cầu thân Phật để mà thuyết pháp thì ngài ưng hiện Phật thân như vị thuyết pháp, ưng nguyện Bích Chi Phật thân như vị thuyết pháp, ưng hiện Thanh Văn thân như vị thuyết pháp, ưng vị Thiên Long Càn Thất Bà A Tu La Ca Đế Thích và vân vân. 32 ứng hóa thân. Các tăng sinh mà học bản kinh hàng ngày mình chúng ta thọ trì bộ kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn kinh Cầu An đó, thì nói lên hành nguyện của Đức Quan Bồ Tát, ngài có 32 ứng hóa thân tùy duyên đỡ mà thuyết pháp để mà cứu độ chúng sinh. Thì con quỷ diệm khẩu đó không ai khác mà chính là Đức Bồ Tát Diện Nhân Vương, vì lòng từ bi để mà thì hiện ra trong nhờ cái nhân duyên này để mà Đức Như Lai sẽ chỉ dạy một bộ kinh thuyết giảng kinh điển. Thế thì từ đó cái hình thức cúng ngày xưa là Tôn giả Ananda được xem là người cúng của hồn các bác đầu tiên biến thực biến thủy ra. Rồi trong cái nghi thức mà cúng qua đường, cúng qua đường thì một cái vị chú tiểu hay một vị thị giả tống thực thì bỏ một cái vị thiền chủ, một vị ngài hòa thượng mới dùng chén ly chén bát tụng kinh tụng chú bỏ đám vài bảy hạt cơm, một ít cơm ít nước thì dùng đó mà biến thực biến thủy chân ngôn, hay tụng là Đại Bàng Kim Sĩ Điểu Khón Giả Quỷ Thần Chúng vân vân. Đó là hình thức ngày xưa cúng trong các cái qua đường, tất cả truyền thống đều có. Nên nhiều người không nói là bây giờ quý thầy cúng ngày xưa đâu có cúng, nhưng mà ngày xưa thì cái hình thức là khác. Cúng là gì? Cúng là hình thức là cái chú nguyện, dùng tâm của mình. Nhưng mà nếu mình dùng quá thì nhiều người mang râu đỏ mũ nhảy múa rồi lung tung sèn hết thì đôi lúc nó đi xa thế thôi. Nhưng mà tùy theo cái thời gian không gian người ta ứng dụng, nước nào cũng thế, cũng có hình thức là cúng và chú nguyện trong đó. Nên nhiều người không hiểu ngày xưa đâu có cúng mà bây giờ cái thầy cúng kiến này kia. Thực ra là tất cả một hình thức, mọi vùng miền mà dùng cái tâm của mình, trong hình thức nào cũng phải sử dụng cái tâm mình, nó được nó vô lượng vô biên mà biến ra dụng tâm từ bi trong tất cả những việc làm của mình. Cố nhiên cái đề tài này là một cái đề tài có thể là các tăng ni sinh nghe một chút vậy để về sau chúng ta nghiên cứu thêm, học thêm, tìm hiểu thêm. Ở nơi đây là liên quan tới vấn đề vô lượng tâm thì quý thầy giới thiệu để cho sinh động một chút như vậy. Các tăng ni sinh chúng ta về sau cố gắng là tìm hiểu thêm cái nguồn gốc cúng chí thực các bác của hồn và sử dụng tâm của một chú tiểu ra làm sao. Mình mỗi ngày mình tụng kinh thì mình dụng tâm thế nào, liên quan tới Tôn giả Ananda thế nào, liên quan tới Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào, liên quan tới lời dạy của Đức Phật thế nào, những câu kinh câu chú và cái cách dụng tâm của một người con Phật của mình, mỗi trong lúc đi tứ nghi, đi đứng nằm ngồi thì đều có dụng tâm. Trong lục tỳ ni cũng có dạy một cách rất là cụ thể, đó được gọi là tâm vô lượng tâm, mà sử dụng cái tâm mình nó trải dài vô lượng, nó không có giới hạn. Mình học lớp 1 thì mình cái tâm mình nó khác, hay mình còn nhỏ dụng tâm chú tiểu khác, tùy theo phúc đức căn cơ trí tuệ
của mọi người mà bị dụng tâm để mình tu tập nó khác nhau. Và cái bài Tứ Vô Lượng Tâm này là ghi lên bốn cái tâm vô lượng mà người con Phật mình phải sử dụng để thọ trì như thế nào. Là từ bi hỷ xả, từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm, là tứ vô lượng tâm. Trong cái chương trình tất cả phần lớn các cái sách khác á, đều giáo lý á, cũng đều phân tích là từ trước, từ bi hỷ xả. Mà trong cái cuốn của Đức Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Tuyền Hoa, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái bi, tâm bi à. Thì các tên này sinh học mình học ở, ở trong cái thời gian mà ví dụ như có 90 phút, có 2 tiết á, thì quý thầy chỉ phân tích một cách nào đó sơ sơ để các tăng sinh chúng ta có thể nắm bắt được. Còn mà về nhà hay là thời gian còn lại mình rất là nhiều, và một tuần thì mình không phải có 24 tiếng đồng hồ mà có hàng trăm tiếng đồng hồ để mà chúng ta học nghiên cứu. Mà trong cái đó mình chỉ có 2 tiết thôi. Cho nên ở đấy cái giờ lên lớp á, thì quý thầy cũng sẽ giới thiệu cô đồng để mà gợi ý là chính, để các tăng sinh có cái nền tảng là nghiên cứu cho nó sâu sắc hơn. À, ví dụ như từ là gì, tâm từ như thế nào, tâm bi như thế nào, từ năng giữ lại, bi năng bạc khổ như thế nào, thì đôi lúc mình phải nghiên cứu, đọc nhiều sách, chịu khó tìm thôi, thì mình nghiên cứu mình học mới tốt được. Mình đi vào cái phần theo cái chương trình của Hòa Thượng Cố Thượng Tuyền Hoa, trong cái phần mà chính đời Phật, thứ nhất là định nghĩa mình phải tìm hiểu. Thứ nhất là nó tứ vô lượng tâm. Tứ là bốn rồi, vô lượng có nghĩa là gì? Vô lượng nghĩa là nhiều, là rộng lớn, không thể lường tính được, gọi là vô lượng. Tâm vô lượng là cái tâm vô cùng rộng lớn, thoát ra khỏi sự ràng buộc của các thứ phiền não đê hèn của phàm phu, phá vỡ được các thứ quan niệm chấp trước hẹp hòi của nhị thừa, mà tâm có một vùng thương yêu rộng lớn để có thể bao trùm đến vô lượng chúng sinh, và tìm phương pháp cứu cho tất cả chúng sinh. Vô lượng tâm cũng có nghĩa là đẳng tâm. À, có chỗ là dịch gọi là tứ vô đẳng tâm. À, tại vì vô lượng tâm cũng dịch là đẳng tâm. Đẳng tâm có nghĩa là cái tâm bình đẳng, là phổ biến, bình đẳng, vì tâm này chỉ tự nhiên, không phân biệt so đo thấp cao hơn kém, phổ biến, bởi nó trang trải mọi nơi, chẳng khu biệt, chẳng giới hạn, và dĩ nhiên nhân nào quả đó, do mà thi hành được bình đẳng phổ lợi cho vô lượng chúng sinh. Nên chi cái tâm này có công năng dẫn dắt chúng sinh vô lượng phúc đức, làm cho sự kiện căn bản để cảm thành vô lượng quả báo tốt đẹp, ấy là từ quả vị Bồ Tát để tiến lên quả vị Phật Đà. Hơn nữa, tâm này không những lợi ích cho vô lượng chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh vô lượng phúc đức và tạo thành vô lượng quả vị tốt đẹp trong một thế giới và trong một đời, mà còn lan rộng đến vô lượng vô biên thế giới trong vô lượng kiếp sau này, và tạo thành vô lượng chư Phật. Tóm lại, chữ vô lượng ở đây rất là nhiều nghĩa: vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng sinh, vô lượng thế giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng chư Phật và Bồ Tát. Đó là cái chữ định nghĩa về vô lượng mà Cố Hòa Thượng Thích Tuyền Hoa, các tăng ni sinh chúng ta những cái điều này cố gắng mà ta ghi nhớ mà học. Rồi khi mà thi làm bài kiểm đồ là không sử dụng tài liệu, là mình phải cố gắng mình học. Tứ là gì, vô lượng là gì, tâm là gì, là cái định nghĩa là đó, tức là tâm vô lượng là cái tâm như thế nào. Và phần thứ hai, đi vào phần chi tiết thành phần và hành tướng của tứ vô lượng tâm. Tâm vô lượng ở nơi đây, tứ vô lượng tâm, tứ là bốn vô lượng tâm, bốn tâm vô lượng đó là gì? Đó là từ vô lượng tâm, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Trong cái phần này, tài liệu của Cố Hòa Thượng Tuyền Hoa Phật học phổ thông là phân tích về cái bi vô lượng trước. Trong các cái sách khác thì thông thường là phân tích về tìm hiểu về từ vô lượng trước. Bi vô lượng, từ tức là mà trong cái tiếng Phạn Mudita, bi trong cái tiếng Phạn tiếng Sanskrit, tiếng Bali và tiếng Sanskrit, từ thì được dịch ra tức là Karuna. Bi vô lượng là dịch được từ dịch từ tiếng Phạn là Karuna. Các tăng ni sinh có thể xem tham khảo. Còn trong cái tài liệu mà của chương trình Phật học căn bản của mình mà tài liệu mình dựa vô, tứ vô lượng tâm là dịch đó là Brahma Vihara. Brahma tức là phạm thiên, là phạm trú,
là chỉ cho ở bên 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 đất nước Ấn Độ ngày xưa, cái từ Brahma là chỉ cho cái vị thần tối cao nhất, thần Phạm Thiên. Cho nên cái tiếng của Ấn Độ giáo thì ta lấy cái chữ Brahma, thần Phạm Thiên, là phần siêu việt. Trong quá trình mà Đức Thế Tôn ví dụ ngày chuyển thành đạo rồi thì thần Phạm Thiên đã hiện ra như thế nào, học đạo như thế nào, trong các kinh điển cổ xưa đều có ghi chép cụ thể hết. Vihara, Vihara dịch ra là tinh xá, là trú xứ, là chùa. Nó không phân biệt nhiều. Người ta bảo rằng là chứ sao không gọi là sư mà cứ gọi thầy, nó lại gọi là sư, nhưng mà cái đó cũng là để chung chung danh từ để gọi thôi. Nếu mà mình học vậy tại sao cái chuyện nó chuyện bình thường, thiên trời địa đất, ai mà học các chúng ta nên sinh học tam thiên tử, thiên trời địa đất tử cất tồn còn tử con con cháu lục xấu tâm ba quốc nước gia nhà mưu trâu mã ngựa, thì mình học là gì, sư là thầy thế thôi. Sư là dịch ra là chữ là thầy, mà điều chữ sư là đỡ nguyên, chưa dịch ra là Hán Việt dịch ra là chữ thầy à, thế thôi chứ gì đâu. Thiên trời địa đất chữ cất tồn còn, sư là thầy thế thôi, dịch ra đó là tiếng Hán Việt, mà dịch ra tiếng Việt thường Việt là chữ thầy, hay là từ teacher trong tiếng Anh thì dịch ra là chữ thầy chứ gì đâu, dịch Hán Việt là chữ sư. Ừ. Trong cái từ bi vô lượng là dịch từ tiếng Phạn là vihara, trong cái tiếng là karuna. Còn tứ vô lượng tâm, nếu mà ngay cái tựa đồ các tăng sinh để ý học là chúng ta thấy cái từ Brahma vihara. Brahma tức là trú là Phạm Thiên, vihara là trú xứ, cái chỗ dịch là tinh xá, ngày xưa gọi là tinh xá, tịnh xá. Cái cách dịch mà dịch ra cái tiếng chùa, chùa là chữ thuần Việt rất là dễ thương. Nhiều người ngày xưa nói ông thầy chùa ở này kia, nhiều người không hiểu thầy chùa từ xấu, mà chữ chùa, hai chữ chùa nó thân thương lắm. Mình nghĩ xấu nghĩ tốt là nơi mình thôi, cái chùa thân thương. Đấy, ăn chùa mày à, làm gì nói ở chùa hả, cái này kia, chứ chữ nhà chùa nó rất là thân thương, mà nó trở thành ngôn ngữ của ấy rồi. Nhưng mà nếu mà mình với cái tâm tốt thì nó sẽ rất là tốt, nhưng mà tâm xấu thì nó là nghĩ xấu. Cái chữ chùa rất là thân thương. À, nhiều người có thành kiến mà nói ôi cứ gọi thầy chùa, thầy chùa, thầy chùa, không có gì xấu hết đó. Nếu mà hình ảnh của thầy chùa rất là đẹp, đi vào lòng đời giống một ông Bụt, một ông tiên, là Buddha, dịch cho cái nhiều người là dịch Bụt. Nên có nhiều cái trên mạng nó nhiều lắm. Trước kia ông chữ bâu đờ đờ ha rồi dịch bâu đa rồi dịch, họ nói lung tung, nhưng mà nhiều người không có nghiên cứu nhiều. Mình là những người học Phật, mình mới có thẩm quyền mới nghiên cứu được mới tốt. Còn những cái có nhiều người rất là giỏi trên mạng, thầy cũng từng nghe nhiều cái clip nhiều trên đó. Nhiều ông giảng lung tung. Một clip mà ông đó một cái người đó họ rất là giỏi. Clip mà cả ngàn ngàn, mấy chục ngàn, cả trăm ngàn người theo dõi. Nhưng mà khi cũng hết nói tới cái chuyện này, có nhiều điều hay mà mình nghe rất là học hỏi rất là tốt. Và nhiều, đặc biệt là lĩnh vực Phật học, mà nói về đề cập tới Phật học là họ không có cái chương trình mà copy đó. Ông Bình copy ông B đó, nói rất là giỏi nhiều lắm nè. Có cả ngàn, cả 100.000 lượt xem. Nhưng mà khi đề cập tới Phật giáo, ông nghiên cứu bao nhiêu, mình học tới mấy mươi năm mà. Còn ông đó đọc cái vài cuốn sách lên đó mà giảng này giảng kia cho thế giới, cho tất cả mọi người thì nó trật hết. Mà nói thì giỏi. Nên mình là người học Phật, mình có cái lĩnh vực, mình có thẩm quyền về Phật, mình mới nói. Ngay cái chữ Phật, nhiều người nói cũng sao, ngay chữ sư, chữ thầy, chữ chùa, Vihara hay tinh xá, nơi gọi là chùa, những điều rất là thân thương. Nên là ở nơi cái dụng tâm của mình học cái vô lượng tâm, mình biết cái cách dùng của mình để mà làm sao nó đạt tới sự tốt đẹp ở nơi dụng. Chứ còn nếu mà mình không khéo, mình chạy theo ngôn từ, mình chạy theo cái ngữ cảnh là mình sẽ bị đánh mất, mình đánh mất nơi mình. Thành thử ra là các mình học là học cái ngữ nghĩa, như chẳng hạn như tứ vô lượng tâm thì nguyên cái từ trong cái tiếng Phạn nó là Brahma Vihara như thế nào. Các tăng sinh chịu khó đọc. Cái đầu tiên là nó về bi vô lượng tâm, karuna. Bi là lòng thương xót rộng lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sinh, và quyết tâm làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. Như chúng ta đã học trong các cái phần về giáo lý của nhà Phật, thì cái khổ của chúng sinh thật là mênh mông rộng lớn không thể nói hết, bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian lẫn không gian, cả phàm lẫn thánh, thật đúng là vô lượng khổ. Chữ bi mà được định nghĩa rất là từ năng diệu lạc, bi năng bạc khổ. Chữ từ nó có công năng, nó ban cho người ta đem tới cái sự an lạc, sự tốt đẹp, sự vui sướng, sự bình an, là cái chữ từ
Định nghĩa mà cái đơn giản nhất đó, từ năng dự lạc, bi năng bạc khổ. Bi á, là cái lòng từ lòng bi á, nó có công năng, nó làm vơi bớt những nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, sáng cho người niềm vui, chiều giúp cho người ta bớt khổ. Đó là hai chữ từ bi. Từ bi trong nhà Phật à. Từ bi là có năng giải vạn được ừ. Trừ được những oan khi những trái chủ cái cuộc sống cuộc đời này. Cái phân tích ở trong cái vấn đề của Hòa Thượng Thượng Hoa là mà trong đó bi thì làm cho người ta vơi bớt nỗi khổ. Nỗi khổ thì nó cùng lớn vô rộng lượng vô biên. Khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn thánh. Đã, chúng ta theo dõi cái tài liệu của cuốn Hòa Thượng Thiện Hoa. Khổ nằm trong nhân là gì? Trong các kinh điển thường có câu Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Những cái câu đó mà sau này ví dụ như làm bài kiểm, các tăng nơi sinh hãy suy nghĩ về cái lời dạy, hay hãy bình luận, hay phân tích, hãy suy nghĩ về lời dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Để hẹn như mai mốt làm một cái bài kiểm như thế, thì các tăng nơi sinh nghiên cứu mà làm một cái bài, để lấy một cái bài kiểm tra, lấy điểm. Năm nay thì tình hình dịch rồi, cho nên đó là cái cột điểm của mình không có đầy đủ được. Thì theo chương trình đó là sang năm sau khi Tết xong, các tăng nơi sinh sẽ tập trung học về cái trường trung cấp ở chính trên trường đó, để học trực tiếp. Lúc đó thì làm bài kiểm rồi tất cả nó sẽ cụ thể hơn. Rồi cho nên là chúng ta cũng trong năm này thì vì dịch Covid học tập trung nó không có đạt được. Rồi vấn đề bài kiểm tất cả các cột điểm rồi thì cũng không hoàn thiện được. Thì sang bắt đầu mình sẽ lấy xong trong học kỳ 2, trong sang năm thì sẽ làm bài đầy đủ hơn. Kiểm tra đồ mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Thế vừa rồi các tăng nơi sinh có người gửi, người thì thiếu, người thì đủ, người thì gửi giấy, người thì chụp hình, gửi vào Zalo đấy. Gửi lung tung, có người thì gửi hình ảnh, có người thì gửi file Word, có người gửi file PDF, có người thì gửi giấy tờ lung tung, cho nên là thầy tổng hợp mà tổng hợp cũng đau đầu, cho nên nó cũng chưa đâu vào đâu hết. Cho nên là cũng chưa thực hiện được, thành thử thầy cũng báo các tăng nơi sinh đã biết bài kiểm vừa rồi đó. Thế thì sang năm thì sẽ mình tập trung học, nó sẽ bài bản hơn, học trực tiếp, rồi nó có đồng loạt, nó có sự tương đối tốt hơn. Thế thì trong cái vấn đề mà Karuna, trong bi vô lượng, thì phân tích rằng là bi tức là nó làm bi năng bạc khổ. Cái lòng bi ấy, có khả năng mà nó làm cho ta vơi bớt cái nỗi khổ đau của chúng sinh. Mà nỗi khổ đau thì vô lượng vô biên, khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh vì không sáng suốt nên chỉ khi nào quả khổ hiện ra thì mới lo sợ, chứ trong khi đã tạo nhân, trong lúc làm thì không sợ. Nó muốn là tự nhiên mình bị điểm 1, điểm 2 cái lo sợ. Nhưng mà trong cái lúc tạo nhân mình học cho tốt, mình làm bài cho tốt thì không có lo, mà cứ muốn điểm nên sợ nhân. Bồ Tát thì sợ nhân, nhưng mà chúng sanh thì sợ quá, cứ nhìn những cái quá sợ thôi. Nhưng mà phải lo ở nơi cái nhân, có nhân tốt thì mới có quả tốt. Cho nên mà chúng sanh thì vì không có sáng suốt, cho nên khi nào mà quả khổ hiện ra thì lo sợ, chứ không lúc mà tạo nhân thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản nhiên như không. Họ đang sống trong cảnh giới khổ mà không biết, nhiều khi lại là cho vui. Họ hoan hô tán thán và khuyến khích nhau gây khổ mà cứ tưởng là vui, như là đứa trẻ quẹt diêm quăng lên mái nhà lá rồi vỗ tay reo mừng với nhau. Vì thiếu sáng suốt cho nên đôi khi họ gây khổ được cứu khổ, chẳng khác gì mà uống nước làm cho đỡ khác bằng cách mà cứ đi uống nước mặn. Nên cái tâm chúng sanh là phần lớn vậy. Ai cũng vậy, phần lớn cái tâm của mình là phần lớn là nó nhiều đời nhiều kiếp, nó tạo cái nghiệp nhân ác nhiều hơn là nhân thiện. Mình đang đi qua một cái cánh cái đồng lúa, hay đi ngang qua một cái khu vực, cái tự nhiên thấy ông thợ câu con cá, mà tự nhiên phần lớn người ta thích là ông câu được con cá thật là to, giật lên bắt con cá thì tự nhiên là vui mừng, vô duyên. Chim nó băng đăng trên bầu trời rất là tốt đẹp. Nhưng mà nhiều khi mình cứ tưởng tượng thấy thợ săn bắn con chim nó rớt xuống vậy, người chúng sanh lại thấy thế là vui mừng, vỗ tay. Nên cái nhân mình cứ tưởng mình lúc nào mình cũng muốn được cái nhân nó sự an lạc, muốn được cái quả nó tốt đẹp. Nhưng mà cứ thấy những cái nhân đó mình vô tình mình vui theo, là mình tùy hỷ công đức theo, thì những cái điều đó là hết sức là nguy hiểm. Cái bí quyết thập hạnh phổ hiền
Cái thứ năm, ngũ giá tùy hỷ công đức. Bí quyết không làm gì mà chỉ cần mình có cái tùy hỷ công đức thêm. Thấy làm thiện, thấy việc tốt đẹp. Ví dụ thay vì người ta thấy mình câu một cái con cá to, giật lên câu cá. Ở quê mình, ở người Việt Nam mình đi đồng thấy câu cá lóc, giật cá lóc nó bập một cái, giật lên một cái tự nhiên mình vui mừng. Phần lớn chúng sanh hay những người khác là thấy vui. Nhưng mà đó là một tự nhiên mình vui, cái đó là tự nhiên mình lại bị cái quả nó chi phối. Cái nhân của mình lại tùy hỷ thiện hỷ, tùy hỷ mình vui theo những cái điều ác. Bản tánh chúng sanh phần lớn ăn vậy. Mà mình học Phật là mình biết, mình hóa giải cái điều đó. Mình thay đó mình trả cái tâm từ tâm bi, mình thương xót thì lại mình được phúc đức. Thế trong cái bi vô lượng thì nó có đề cập tới vấn đề khổ. Bi năng bạc khổ là làm sao vơi bớt nỗi khổ của chúng sinh. Khổ nằm trong nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian không gian, phổ chi phối vọng tháng lòng phàm. Khổ nằm trong quả là đã gây nhân thì tất phải chịu quả khổ. Đó là lẽ tất nhiên, có ai trồng khoai được đậu bao giờ. Thế mà người ta đời cứ công nhận như thế. Người ta oán trách trời đất, than khóc thảm thiết, làm cho cõi đời đen tối là càng thêm đen tối thêm. Cuộc sống đã khổ là khổ thêm. Khổ bao cả thời gian không gian, từ vô thủy đến nay cái khổ chưa bao giờ dứt, mà cứ trong nó đã thâm lớn thêm mãi. Nó gây nhân rồi kết quả rồi tạo thành nhân, cứ như thế cái tiếp tục một vòng lẫn quẩn như bánh xe lăn tròn trên đường thiên lý không bao giờ dừng nghỉ. Cái khổ nó bao hàm cả không gian, cái khổ không có phương sở và quốc độ. Ở đâu có vô minh thì ở đó có khổ. Mà vô minh như một tấm màn vô tận bao trùm cả chỉ một, không một cái thế giới nào có thể là thoát khỏi. Khỏi không gian mênh mông vô tận như thế nào thì khổ đau nó cũng mênh mông vô tận như thế đó. Nên khổ nó bao cả thời gian, cả không gian, chi phối cả phàm lẫn thánh. Chúng sinh ở địa ngục ngạ quỷ, chúng sanh khổ đã vô cùng. Loài người vì say đắm dục lạc và tham sân si chi phối nên cũng quấy cuồng hợp lặng trong biển khổ. Còn chư thiên mặc dù không khổ như người nhưng cũng không tránh được cái khổ ngũ si tướng hiện. Ngũ si tướng hiện là nói lên năm cái thoại, năm cái điềm. Cái điềm nó không có tốt của chư thiên. Chư thiên mà một khi mà họ thấy chư thiên là cái mình họ rất là thơm. Cái cõi trời, cảnh giới của những cảnh giới cõi trời mà trong kinh điển mô tả. Mà một khi tự nhiên ở trong người ta nó có cái bốc mùi hôi, trong miệng bắt đầu là thúi miệng, trong nách bắt đầu là hôi nách lên, là đó là một trong những cái tướng xấu, là bắt đầu dấu hiệu suy tận. Để cho chư thiên có dấu hiệu bắt đầu là họ mất cái phúc của cõi trời, họ sẽ đọa lạc trong cõi người. Cho nên cái này á, là các tăng sư mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay kinh Địa Tạng hay là kinh trong các cái kinh Từ Bi Thủy Sám rồi chúng ta thấy. Thì chúng sinh trong địa ngục, loài người, còn chư thiên mặc dù cũng không khổ như người nhưng không tránh được cái khổ ngũ si tướng hiện. Ngũ si tướng hiện là năm cái tướng nó hiện ra. Giống như người thầy thuốc mà nhìn cái người đó tự nhiên á, là mặt mày tái mét hết, chân tay đồ run tay run chân là biết là người đã bị bệnh rồi. Người bình thường đang khỏe mạnh tự nhiên mùa hôi hột rồi nó xúc nó đổ ra thế này thế kia đủ thứ, run cầm cập rồi này kia là biết người đã bệnh rồi. Không bệnh sốt rét, không bị bệnh lao, không bị covid, mà covid người ta đón những cái tướng tội từ tâm khỏi, hay là cái tướng mà cái tướng nó hiện ra, người tướng tốt hiện ra, tướng theo tâm mà nó hiện. Thì đó là ngũ tướng. Cho nên đề cập tới Hòa Thượng Thiện Hoa đề cập tới vấn đề ngũ tướng suy hiện. Cho đến các hàng thánh thanh văn duyên giác cũng còn mê chấp trụ trước pháp niết bàn, cũng không sao tránh khỏi những biển khổ sinh tử. Xem thế thì biết nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng. Có một lòng từ thương xót vô tận, con sống với nỗi đau khổ vô lượng, có một chí nguyện cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi đau khổ vô lượng ấy. Đó được gọi là cái tâm bi vô lượng. Các tăng nên sẽ chịu khó về đọc các cái tài liệu, đó là tài liệu trong cuốn Hòa Thượng Thiện Hoa, rồi cái trong cái tài liệu của mình là chương trình Phật học căn bản nữa. Mình qua phần thứ hai chứ không có mất thời gian cũng rất là nhanh. Qua phần thứ hai là từ vô lượng. Từ được dịch trong tiếng Phạn hay là tiếng Bali, tiếng Sanskrit được gọi là từ Metta. Bi tức là Karuna. Rồi khi các tăng sẽ đề cập tứ vô lượng tâm là gọi là Brahma Vihara. Brahma là phạm thiên, là phạm trú,
là trú Vihara là trú xứ Phạm Thiên Brahma, chỉ cho vô lượng vô biên, cái danh từ của đất nước Ấn Độ ngày xưa. Thế Bi là Karuna, còn đây cái chữ từ được dịch trong tiếng Phạn dịch ra là từ từ Metta. Metta từ có nghĩa là mến thương, vì mến thương mà tạo được cái vui cho người, từ vô lượng là lòng mến thương vô cùng rộng lớn đối với toàn thể pháp giới chúng sinh và tạo nên cho chúng sinh cái vui chân thật. Cái đó được gọi là lòng từ. Cái vui thế gian sở dĩ gọi là giả tạm, vì cái vui ấy không bền, cái vui ấy nó còn phiền não chi phối bởi tham sân si mạng nghi ác kiến, được thỏa mãn vì vui, nhưng có bao giờ những thứ dục vọng ấy có thể thỏa mãn được hoàn toàn mà lâu dài, lâu bền đâu. Còn cái vui xuất thế gian là cái vui chân thật, vì nó lâu bền, thoát ra khỏi vòng phiền não của tham sân si mạng nghi, nó không bị dục vọng chi phối. Cái vui này nó không ồn ào soi động vĩnh viễn, nhưng mà nhẹ nhàng, vì cái vui của cảnh giới giải thoát mà siêu phàm mà chứng thánh. Muốn có được cái vui này thì trước tiên phải dứt trừ hết các cái khổ do phiền não gây ra, phải đoạn trừ những cái nỗi khổ đau, gọi là bi năng bạc khổ. Mình hóa giải tất cả những cái khổ đau thì cái từ cái sự an lạc nó xuất hiện. Giống như mình bị bệnh, mình trị mình hết bệnh thì cái thân tâm mình nó được khỏe mạnh, thì mình có được cái nguồn vui. Cho nên ngài Hòa Thượng Thích Tiền Hoa mới phân tích, mới đề cập tới cái bi trước, còn các cái tài liệu khác thì phân tích là từ từ trước, từ bi hỷ xả. Còn ngài Hòa Thượng Thích Tiền Hoa là đi từ cái bi vô lượng trước rồi mà tới cái lòng từ. Muốn có được cái vui này thì trước tiên phải dứt trừ hết các khổ do phiền não gây ra. Nếu không ngăn chặn được tham sân si hành hờn thì có thể được một cái vui nhất thời, mà cái vui nó không có bền, mà được gọi là cái vui nó vô thường và mang tính chất giả dối. Bởi thế các vị Bồ Tát muốn ban cho chúng sinh, muốn ban vui cho chúng sinh thì trước tiên phải có một cái lòng từ bi vô lượng như đã nói trên, để luôn luôn răn nhắc chúng sinh đừng gây tội, dìu dắt chúng sinh tránh những hố hầm nguy hiểm. Giống như Bồ Tát mà muốn cho chúng sinh biết được cảnh giới, hưởng được cảnh giới của Niết Bàn thì trước hết các ngài phải chỉ cho chúng sinh cái khổ trước. Cho nên trong tứ diệu đế là khổ, rồi chỉ cho cái nguyên nhân của khổ, khổ tập, rồi mới đầu mới chỉ được cái sự an lạc của cảnh giới của Niết Bàn. Rồi phải tìm ra muốn đạt tới đó thì phải chỉ con đường diệt khổ trong cái giáo lý tứ diệu đế. Rồi về sau các tăng sinh sẽ tìm hiểu học lên cái vấn đề tứ diệu đế, những bài pháp lên những cái sau. Thì ở trong cái vấn đề từ và bi thì Cố Hòa Thượng Tiểu Hoa phân tích rất là cụ thể, rõ ràng nhiều lắm. Thầy đi nhanh qua, các tăng ni sinh về chúng ta đọc, chịu khó đọc, đọc cho kỹ hơn một chút. Thì cái từ và bi, ở bên nhà thiền mình tu tập, các tăng ni sinh hay nhiều người ở thế gian, người ta ngồi không biết ngồi thiền, ngồi thiền làm cái gì, tu cái gì. Rồi bây giờ trên thế giới như các nơi, ngày trước với thầy cũng có duyên đi học, thậm chí người thế gian ở bên Miến Điện, ông Volga, ông rất là giỏi. Ông là một cái thương gia thôi, mà ông qua bên Miến Điện rồi ông học những phương pháp của cái thiền minh sắc tuệ Vipassana. Mà sau khi ông về bên đất nước Ấn Độ, ông là một thương gia mà ông mở các cái trung tâm thiền Vipassana nổi tiếng khắp nơi trên thế giới, mà đặc biệt rất nổi tiếng ở đất nước Ấn Độ. Ngày trước mà quý thầy học bên đó là thậm chí mình là một người tu sĩ, nhưng mà nghe đó nó nổi tiếng tại vì cái nơi trung tâm thiền đó ở đó Dharamsala. Dharamsala là một cái nơi, đó là cái nơi chỗ ngài Dalai Lama và ngài Kambaba, những cái vị được xem là vị thánh tăng trong cái thời hiện đại, thì các ngài ở nơi đó cách thủ đô New Delhi khoảng chừng 500 mấy gần 600 cây số. Vào mùa hè đó thì đất nước Ấn Độ thì cái New, mà thủ đô New Delhi, mà cái nơi trường đại học Delhi, nơi quý thầy học ngày trước đó, thì cái nơi rất là nóng, nóng tới mức độ là mình cứ tưởng tượng mà báo chí đưa tin, các tăng sinh mà theo dõi ở thủ đô New Delhi, cái trường đại học Delhi, những nơi đó khí hậu nơi đó mùa hè có thể nó nóng tới mức độ mà lên tới 40 mấy gần 50 độ C. Thì chỉ cần mình đập cái quả trứng gà, mà khi nó nóng vậy, cái nhựa đường, tiếp xúc với nhựa đường, nó đã 40 mấy
gần 50 độ C thì nóng khủng khiếp. Nhưng mà nó nóng quá để làm cho nhựa đường nó chảy ra, thì cái nhựa đường nó sẽ nóng hơn nữa. Đấy. Giống như bây giờ mình nấu nước, nó nước sôi thì nó sôi bình thường, nó nóng sơ sơ, nhưng mà cái dầu sôi thì nó khủng khiếp, nó gây bỏng và gây cháy hơn nữa. Cũng là một cái nước, nhưng mà cái nước đó, nó cất từ rượu thì nó uống vô nó nhiều khi nó cháy ruột cháy gan, cũng là nước thế thôi. Rượu cũng là nước mà nó cất lên, nó trưng lên, cũng là một cái nóng bình thường. Nhưng mà cái nóng đó mình ở trong nhà, mình được che phủ bởi nhà, bởi cây cối, bởi cỏ, bởi môi trường tốt, thì cái nóng đó nó giảm đi, nó mát mẻ, nó không có ghê gớm mà nó dễ chịu. Nhưng mà nó nóng trên sa mạc thì nó khủng khiếp hơn nữa, nung lên. Cho nên là cái nóng ở đó nhiều khi là cái nhựa đường, nó tiếp xúc nhựa đường, nó làm cho nhựa đường nó chảy ra, thì cái nó không phải là bốn mấy năm chục độ mà nó lên tới 70-80 độ, nóng lên, nóng nó tăng thêm lên, nóng như cái phụ gia, cái xúc tác nó làm cho nóng thêm lên. Nên người ta đập cái trứng chiên, bỏ gọi là ráng trứng trên đường là vậy đó. Nhiều khi mình nói mình không tin mà đó là sự thật. Người nào tiếp cận không biết, nhiều người không biết thì không, mình không có cái niềm tin. Nên tin nhiều người giống như không có cái niềm tin, nó bảo làm gì mà ở đây nói chuyện với bên Mỹ được. Khoảng chừng là mấy chục năm trước hay là người ta đã làm gì ở đây nói chuyện bên Mỹ châu Âu được. Bây giờ điện thoại Viber, Zalo, TikTok, TikTok đủ thứ, WhatsApp đủ thứ, rồi đủ thứ ban thoát, rồi đủ thứ chương trình này. Bây giờ là Google Meet, rồi chương trình là Zoom Meet. Là ngồi đây là thấy mặt ở bên Mỹ nói chuyện bình thường, hội họp bây giờ mình học ở đây tất cả tăng lên sinh quý thầy bây giờ sử dụng ứng dụng bây giờ. Không còn nữa, mà ngày xưa mấy chục năm trước là nó làm gì mà có cái chuyện nó xảy ra. Cái niềm tin không có. Làm gì mà có một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà hoàn toàn đất bằng lưu ly vàng bạc, nước bắc công đức thủy, nó cái chuyện mơ hồ. Người ta không có niềm tin nên người ta tin không có được. Nhưng mà Đức Phật đã dạy. Ngày xưa Đức Phật ngày xưa chưa kính hiển vi rồi chưa có nó, ông Phật cũng vậy, ông nói tầm bậy chứ làm gì. Trong nước thì bát nước trong như thế này, báo là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng. Nhược bất kỳ thứ chúng như thực chúng sanh nhục. Nên người ta cứ không có niềm tin mà không có cái trí tuệ, mình phải niềm tin vào. Mình không có tin vu vơ vào chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình tin vào bậc thánh, các kinh điển kinh sách Đức Phật, chư đại Bồ Tát, các vị thánh nhân đã để lại, thì những cái nguồn đó mình tin có cơ sở chứ không phải mê tín. Thế bên đó vậy, đề cập tới vấn đề từ bi á, thì cho nên cái ngày đó vì cuộc trứng mình nắng như vậy, cho nên quý thầy ngày trước mà học á thì đi tới New Delhi học ở tại nơi học Delhi á, thì tới mùa hè rất là nóng, mà lên tới cái khu vực Dharamsala là cái vùng đồi núi nó mát, rất là mát mẻ, giống như mình nói với Việt Nam mình là bình thường đó. Nhưng mà chẳng hạn như ở Sài Gòn, nó đang nóng, ở Sài Gòn nó đông 30 mấy 40 độ C, Sài Gòn mình nhiều khi nó cũng lên tới 30 mấy 40 độ C là chuyện bình thường. Nhưng mà trong khi đó khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng, Đà Lạt hay là Tây Nguyên của mình nó có 20 mấy độ thôi. Đà Lạt rất là mát. Thì cái vùng Dharamsala, cái vùng đồi núi rất là cao. Nên thông thường là cứ tới mùa hè là các quý thầy mà học ở đó thì lên Dharamsala vừa được tránh nóng mà vừa đó nơi đó tốt, mà nơi đó chỗ Đức Ngài Đạt La Lạt Ma Ngài đang ở, tu viện của Ngài. Rồi có Đức Ngài Kamapa, bốn cái truyền phái tu tập truyền một tông nổi tiếng của Tây Tạng ở bên đó mình học. Rồi bên đó người Tây rất là nhiều lên đó học tiếng Anh đó, mình cứ tiếp xúc với họ tự nhiên mình nói hello em biết nói miết thì bắt đầu mình giỏi, nên lên đó mình chịu khó. Thế thì các quý thầy thường lên trên đó mà đi vào trung tâm đó, để cái phương pháp người ta có phương pháp tu tập quán lòng từ. Thế Đức Ngài Đạt La Lạt Ma Ngài chuyên giảng về một cái đề tài là Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm, Bodhicitta. À, trong cái ngày trước quý thầy cũng làm về cái luận án ứng sĩ, cũng đề cập tới vấn đề là Bồ Đề Tâm, cái cách mà phương pháp tu tập chuyển hóa tâm qua Bodhicitta, chuyển hóa tâm qua cái tâm Bồ Đề. Này, thì cái cách đó gọi là tu tâm và dưỡng tánh. Mình phải tu cái tâm gì, mình dưỡng cái tánh gì, mình phải biết. Nhưng người thế gian hỏi tu tâm dưỡng tánh, hỏi là tu tâm gì dưỡng tánh này không biết. Nói thì rất là ai nói cũng được, nhưng mà đó thực tế là bảo tu cái tâm gì, dưỡng cái tánh gì, cái chuyển hóa là làm sao, phiền não là gì, chuyển thành niết bàn là gì, niết bàn là gì nhiều người cũng ít mà biết được. Thế thì cái phương pháp ở bên Ấn Độ, mà bên nhất là các cái trung tâm thiền nổi tiếng đó, mà thậm chí Ngài Thích Nhất Hạnh cũng chỉ cái phương pháp tu thiền. Thì đầu tiên phải tập trung hơi thở như thế nào,
đặc biệt trong các phương pháp là tu tập về cái vấn đề từ vô lượng và bi vô lượng. Mình đã ban đầu mình ngồi thiền, mình hít thở để cho thân tâm nó trở về một mối. Mà muốn cái thân tâm trở về một mối là cách hay nhất là quan sát hơi thở. Cái thiền mà tập trung ở trên cái hơi thở của mình, gọi là phương pháp quán sổ tức. Nó đi vào, hít thở từ cái hơi thở đi vào cái mũi của mình, nó đi vào sâu trong cái bụng thế nào, rồi quán cái bụng phình ra, xẹp xuống, phình xẹp. Nhiều khi cái ngày xưa mình, nhiều người cái phương pháp rất là đơn giản, nhưng mà nhiều người không biết, người ta lên án cái phương pháp tu tập quán phình xẹp. Cái bụng hít cho cái bụng mình nó căng lên, phình lên, thở ra bụng nó tóp lại, xẹp. Tu tập quán phình xẹp. Đơn giản vậy đó, mà cái phương pháp tu rất là hữu hiệu. Mà tu bất kỳ cái pháp môn nào cũng phải, sẽ nên phải có cái định tâm. Một người niệm Phật thì phải có sự định tâm. Muốn niệm Phật tốt thì có thể ứng dụng được cái phương pháp tu tập thiền. Đã ban đầu mình nhiếp cái hơi thở, đưa thân tâm trở về một mối. Lúc bây giờ hành giả tu tập Tịnh Độ Tông thì mới ứng dụng trên cái vấn đề lục tự di đà để mình niệm Phật. Còn hành giả mà tu tập thiền Vipassana minh sát tuệ, chẳng hạn tu tập về cái lòng từ vô lượng hay lòng bi vô lượng, thì đầu tiên thì phải sử dụng đưa thân tâm của mình trở về một mối. Mình có sự định tĩnh rồi, bắt đầu mình tu tập về bi vô lượng. Bi vô lượng ban đầu là mình làm sao cho cái tâm mình, cái tâm bi là gì? Cái tâm bi thì đầu tiên là làm cho mình trải cái lòng thương đến muôn loài chúng sanh. Hướng dẫn cụ thể giống như đầu tiên mà mình không biết, mình ngồi mình tu tập, mình quán cái bi vô lượng mà mình trải lòng. Cái thằng đó nó nợ tiền mình tự nhiên mình bảo thương sao được? Tôi chưa đã quýnh nó là hên cho bảo tôi thương nó sao được? Tôi gặp mặt nó tôi bực rồi. Cho nên cái phương pháp mà trải cái lòng bi mà thương nó, mà đem tới cái niềm vui nó như thế nào, thì bước đầu phải tu tập những cái bước căn bản. Chẳng hạn cái lòng đầu tiên mình vô những cái trung tâm thiền định hay là những cái phương pháp trong nhà Phật dạy của trú xứ Dharamsala, chỗ ngài Dalai Lama hay các cái thiền minh sát tuệ, thì cái phương pháp đầu tiên giống mình phải học cấp 1 trước, học chữ A, chữ B, C trở lên. Cái đầu tiên mà mình nói chuyện giáo lý sắc cước thì không thức thị sắc tờ tượng hạnh phúc dược phục như thị, thì cái đó giống có cái cao cấp, cái trình độ siêu việt rồi, mình chỉ biết thôi chứ không dễ ứng dụng được. Nhưng mà giống như một em bé muốn đi học phải học từ chữ A, B, C. Mình muốn có được cái lòng từ, mình phải quán chiếu bằng ký đầu tiên thế nào. Từ là ban vui. Mình bây giờ mình tự nhiên cái năng lực mình chưa có, thế mình quán chiếu là một cái đó, một kẻ thù của mình, làm sao quán chiếu nổi. Mình gặp nó bực cái mình rồi, oán tán hồi khổ, đang gán với những cái người bực mình gặp nhau đó tức lắm rồi, muốn đập những đồ song si khởi lên, thế làm sao mà mình tu tập được. Cho nên ban đầu mình tu là sao? Là ban đầu tu lòng cái lòng từ, lòng bi của mình đó. Mình quán chiếu cái người mà dễ quán chiếu, mà dễ khởi cái lòng bi, lòng thương đó mà giúp nhất là quán chiếu về hình ảnh của người mẹ của mình, người cha của mình. Mình nghĩ về cha người mẹ chỉ trừ oan gia trái chủ thôi thì mới bực mình, chứ còn phần lớn tất cả phải có cái tâm từ, mình lúc nào cũng có thể thương cha thương mẹ của mình hết. Người đã sinh ra mình lúc nào cũng phải trải cái tâm từ. Nghĩ về người mẹ của mình đã sinh mình ra cực khổ như thế này, người cha của mình đã sinh mình ra, nuôi dưỡng của mình, cho mình ăn, mình học, mình tu, mình tập, thì cái lòng từ mình trải ra, lòng bi mình thương xót, mình trải ra nơi đó, mình giúp cha, giúp mẹ, mình khỏi lòng thương yêu, rất là dễ dàng. Là bắt đầu mình, khi mình tập trung được cái hơi thở của mình, đưa thân tâm trở về một mối, rồi bắt đầu mình dụng tâm, mình nghĩ tới hình ảnh của người cha, hình ảnh của người mẹ. Rồi khi nào mà cha mẹ mình thương được rồi, mình trải ra những người bạn của mình, những người anh, người em của mình, những người xung quanh, lòng từ bi mình thương xót được cho những người đó, mình tìm cách có khả năng mình giúp cho những người đó không. Tình thương nó thật sự chứ không phải tình thương nó vụ lợi. Mình phải hiểu trong Phật pháp là như thế. Rồi đến mức độ lòng từ bi mình nó thấm nhuần, lúc bây giờ nó rất là giỏi, rất là cao, thì mình mới nghĩ tới những cái người trung tính, những cái người không phải thân sơ, những người bình thường gặp nhau trên cuộc đời này, mình cũng có thể trải lòng từ bi được. Khi nào lòng từ bi của mình đã thuần thục trên những cái người thân, những người bình thường, thì mới quán chiếu tới những cái kẻ thù. Đấy là cái cách tu tập để lên cái vấn đề quán và từ bi. Thì cái tâm từ bi của mình lúc nào đó thì nó mới trở thành vô lượng vô biên. Cái cách phương pháp tu tập ở trong nhà Phật là mình phải tu như thế, mình phải biết như thế.
Chứ còn không là mình sẽ nói chung 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 người ta không hiểu được. Thì các tăng ni sinh cũng phần lớn là mình là những người học cái lớp trung cấp Phật học, những cơ bản Phật học thôi. Cho nên mình phải sử dụng những cái phương pháp từ từ, nhẹ nhàng. Mai mốt mình học lên, học lên, học lên, mình lúc nào mình cũng là khiêm tốn hết. Cho nên ở trong nhà Phật bảo là càng học càng thấy mình ngu, càng học càng thấy mình dở là vậy. Người học lúc nào cũng phải khiêm tốn, nhẹ nhàng. Cái sở học của mình mênh mông, mình càng học mình mới thấy hải học vô nhai. Hải học vô nhai tức là biển học nó không có bờ bến. Ban đầu mình chỉ vòng vòng ở trong nước, chưa biết bơi, mình ra ngoài sóng nó dập một cái là chết ngáp liền. Thành thử là mình cứ vòng vòng trong bờ học thôi. Nhưng một khi mình đã biết bơi tốt thì mình mới vươn ra đại dương được, mới đóng được những chiếc thuyền lớn mới vươn ra đại dương. Việt Nam của mình trước kia khi mà gia nhập WTO, gia nhập trung tâm nhưng mà thương mại của thế giới, thì lúc bây giờ mình phải có trình độ, phải kiến thức, phải biết tiếng Anh, tiếng Tàu, phải có những cái kiến thức tất cả thì mình mới giỏi, mình mới đi ra cái đại dương được. Còn bây giờ mình giống như mình cái chiếc thuyền của mình là một chút xíu, mình cái thuyền câu của mình đi đánh bắt ở trong những cái ao làng, ao hồ thôi. Thế còn mà gia nhập WTO mà đi ra ngoài đại dương phải sắm những cái tàu thuyền lớn, mà thậm chí với cái gọi là hạm đội, tàu mẫu hạm. Các tăng ni sinh bao giờ nghe tới cái tàu mẫu hạm chưa? Là cái tàu đó nó dài tới một lần là 400-500 mét, chứ không phải là 1-2 bình thường. Còn cái sóng câu của mình mà nhiêu, chỉ 1 mét 2 mét 3 mét hết đắt. Nhưng mà những cái tàu mẫu hạm ở trên đó có thể là nó chở hàng ngàn ngàn hàng hàng ngàn ngàn tấn trong đó, chứ không phải chở 1-2 kg, 100 kg, 200 kg. Và những cái tàu đó một lần nó đậu trên đó một lần là bao nhiêu cái chiếc máy bay trên đó, bao nhiêu chiếc trực thăng, bao nhiêu chiếc máy bay, và bao nhiêu chiếc xe tăng cũng thở đậu được, gọi là tàu mẫu hạm, khủng khiếp vậy đó. Nên mình càng ngày càng học, mình càng biết ra cái mình gọi là mình vượt cái khỏi là ếch ngoài đáy giếng ở chỗ đó. Và cái vấn đề tu tập như vậy, mấy mấy ban đầu mình cứ nghĩ là cứ tu là nó dễ chứ không biết thế nào, nhưng mà cái dụng tâm để mà đạt tới cái tâm vô lượng không đơn giản như thế nào. Mình phải có kiến thức, phải có sự tu học, phải có sự nghiên cứu, đặc biệt phải có sự dụng tâm. Chứ không phải gặp mặt là đỏ mặt tía tai, ai khen tí là nở lỗ mũi phình ra, ai chê tí là xỉu cái mặt xuống. Thì cái đó cái người không có cái năng lực. Và cái tâm càng ngày nó càng định, trời sập xuống, thế này cũng sao. Một vị thiền sư mà tu tập tốt thì tâm lúc nào cũng giữ trong an lạc. Nên có nhiều vị thầy, thầy cũng từng tướng kiến một vị hòa thượng đang đi cúng giữa đường, tự nhiên vậy, cái chùa cũ mà ở chùa nó chập mạnh, nó chập cái mạnh mạch điện nó cháy, đang đi cũng trên đường về cái nó thầy ở thầy cho cái chùa thầy nó bị cháy rồi, cái tự nhiên mình hốt khó là mình xíu giữa đường đưa bệnh viện cấp cứu, cái tâm mình đã yếu. Nên mọi việc gì đó cái tâm một người mà nó tốt nó mạnh, cái chuyện gì xảy ra cứ đợi đó mà giải quyết. Nên những câu chuyện của thiền sư Nhật Bản, thiền sư Thế A rồi đó, hay là trong cái câu chuyện của Việt Nam của mình là chuyện gọi là Quan Âm Thị Kính. Nên là thậm chí một người thân gái mà giả chùa tu thì cái tâm nó vẫn là bình thường nhẹ nhàng để mà tu tập thôi. Chứ mà ai on ước thì du quan nhé, quả mình là thân nữ mà tự nhiên là thị màu, nó là du quan nó nhảy đùng nó tôi nữ mình nó la đùng nó được, nên mới đạt tới cái cảnh giới của Bồ Tát là như vậy. Thế đó là cái từ và bi. Thì thầy cũng giới thiệu cho các tăng ni sinh một cách cụ thể như thế. Còn trong khi quá trình là các tăng ni sinh về chùa, về nhà, về chùa ở mình, mình chịu khó mình đọc và nghiên cứu nó sâu hơn. Đấy. Thì mình biết cái cách dụng tâm của mình. Ngay khi một cái thời khó tụng kinh của mình làm lý tưởng Bồ Tát đạo của mình thực hiện như thế nào, cái tâm mình nó vô lượng như thế nào trong một cái thời kinh. Chí tâm đảnh lễ lên trên chính điện một cái, trước hình ảnh của Đức Phật đắp y trang nghiêm lại, mặc áo tràng áo lễ trang nghiêm. Khi lên chánh điện thế thì mình phải làm cho thân tâm nó thanh tịnh thế nào, tịnh tam nghiệp tân ngôn. Nếu mà cái tâm mình nó lên nó lộn xộn hơn thua lên tụng kinh mà giống như bắt buộc đau khổ lắm thì là mình không hết cái phúc đức mình không có nữa. Giống như cũng một người đi làm mà có người tôi đi làm 1 giờ ta có được 1 triệu đồng, còn mà lên mà giống như tụng kinh mà mình được 1 triệu phần công đức, mà mình lên chánh điện mà tụng lấy rồi bị thầy bắt, mà Phật tử bắt lên tụng kinh rồi mắc thì lao la lao liếng tụng kinh rồi rốt cuộc ta trả cho mình 20 ngàn không trả nữa, có đâu mà chịu. Cái công đức của mình phải dụng cái tâm như thế nào, mình bước lên cái chốn đạo tràng đó, đăng đạo tràng nhược đắc tướng Phật đương nguyện chúng sanh như thế nào, rồi mới đầu mà tịnh tam nghiệp cho ngon thế nào, tịnh khẩu nghiệp cho ngon thế nào, làm cho thân khẩu ý thanh tịnh, bắt đầu cái thời khó của mình
Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chứ còn mình không có dụng tâm mình đảnh lễ tận hư không vô cùng vô tận vô biên, mà mình không biết cứ tụng như con vẹt A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hello hello nó nói vậy kiểu, mà mình tụng kinh mà không có dụng được cái tâm mình trong đó thì cũng giống con vẹt thôi. Nên mình phải dùng cái tâm mình đỡ mức độ có cái tâm bi vô lượng như thế nào, tâm từ vô lượng như thế nào, thì cũng một cái thời khó như vậy. Và kết thúc thời khó mình phải đương nguyện chúng sanh, phải cầu nguyện cho chúng sanh như thế nào, tự uy Phật đương nguyện chúng sanh như thế nào, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả như thế nào. Mình phải có cái tấm lòng mình đưa vào trong đó thì cái lực mình nó mạnh. Nếu mình tụng chân chót bữa lưỡi đầu môi thì cái lực mình không có. Nên cho nên khi mình học được cái vô lượng tâm là bắt đầu những cái cách mà chuyển hóa cái tâm của mình dần dần nó phải lớn lên, phải vô lượng vô biên. Thì tất cả những cái điều đó thì các tăng sinh bắt đầu học rất là nhiều. Bây giờ cũng là 10 giờ gần 10 phút rồi. Thì thôi cái bài của chúng ta sẽ có gì sang năm học tiếp. Học bài này 2 năm á. Năm sửa mấy nè, sang năm là năm dần. Học tiếp chơi. Bây giờ mình học tiếp nữa các tăng sinh nghe cũng mệt, nhưng mà đây là mình học cứ cố gắng từng bước. Đó quý thần giới thiệu chung, sau này về đọc, chịu khó đọc, nghiên cứu lên nữa. Thời gian còn lại khoảng 20 phút. Thì các tăng sinh có thắc mắc gì đó thì trước kia hay là trong cái bài học này thì chúng ta đưa ra, để quý thầy sẽ dành khoảng chừng 20 phút để trao đổi những thắc mắc trong quá trình học tập của mình để cho học được tốt hơn. A Di Đà Phật. Giờ mời các tăng sinh, có ai có câu hỏi gì thì chúng ta có đặt câu hỏi. Dạ mô Phật bạch thầy, con như sinh Nhật Minh nên bây giờ con phải đi tiêm Covid cho nên con xin phép ra sớm ạ. Chính là xin phép chứ không phải câu hỏi phải không? Dạ mô Phật. Đi uống nước chanh nữa, nước cam rồi giờ để con rồi tiêm cho nó khỏe. Dạ mô Phật xin phép thầy ạ. Các tăng ni sinh nào có câu hỏi gì chúng ta cứ đặt câu hỏi trong quá trình tu học. Có thắc mắc gì thì trong những giờ học như thế này thì chúng ta đưa ra để cùng nhau mà học. Đặc biệt trong cái bài Tứ Vô Lượng Tâm Từ Bi Hỷ Xả, hay trong những cái bài học trước về Đạo Phật, về Tam Bảo, về nhân, bài nhân quả, bài nghiệp, giáo lý nghiệp, vân vân. Mô Phật. Thầy ơi, con nghe giảng là mình phải dùng tâm xả trước phải không thầy? Dạ có đúng không thầy? Thật ra mình khỏi cái đầu tiên đó là học theo Tứ Vô Lượng Tâm theo tiến trình là từ bi hỷ xả. Chứ mình học mới đầu mình học chữ buông nó khó lắm, xả là buông. Thì trong những tiết sau mình sẽ học về hỷ và xả. Mà trong giáo lý nhà Phật được gọi là từ bi. Từ bi mình phải học, cố gắng học cho nhiều. Để vô trong đạo Phật là đạo từ bi mà. Rồi hỏi chữ từ là gì, bi là gì, thì các tăng ni sinh phải học, phải biết. Ít nhất cũng phải biết từ. Cái câu mà để dễ nhớ các tăng ni sinh phải ghi, học ghi xuống để mình nhớ. Nó ngắn gọn mà nó dễ nhớ nhất. Từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Cái lòng từ thì nó có công năng, nó đem đến cái niềm vui cho mọi người, cho người ta được cái sự an lạc, sự happy, sự hạnh phúc, sự vui sướng, sự an vui là từ năng giữ lạc. Bi năng bạc khổ, cái lòng bi á, nó có khả năng nó làm cho vơi bớt nỗi khổ niềm đau. Trên hạnh nghiệp người con Phật thì câu nói mà đơn giản là sáng thì cho người niềm vui, chiều giúp cho người ta vơi bớt nỗi khổ, là cái hành từ bi. Đó là những cái bước ban đầu. Mà muốn được có điều đó thì cái tâm của mình phải có. Giống như bây giờ mình muốn có được cái tâm từ, tâm bi, thì mình học giáo lý là mình đã hiểu được cái giáo lý rồi, là mình học và mình phải ứng dụng trong vấn đề tu tập. Mỗi một buổi tối như vậy, các tăng ni sinh hay là những người tu học được phải dụng cái tâm. Buổi sáng như vậy, như quý thầy cũng vậy, làm gì làm sáng cũng phải ngồi thiền một chút. Quán sát chẳng này là sau này bây giờ một trong những cái phương pháp mà quý thầy thường tu tập mà quán chiếu á, chẳng hạn mình quán về tứ niệm xứ, bốn lĩnh vực của thiền quán. Quán thân như thế nào, quán tâm như thế nào,
quán pháp như thế nào? Thân thọ tâm pháp, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã như thế nào? Thì cứ từ từ mỗi một ngày một chút thì định lực mình nó sẽ tăng lên, mạnh mẽ ra. Rồi ứng dụng trong vấn đề niệm kinh, niệm Phật, cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ, ứng dụng những cái thần chú, tiêu tai các tường thần chú, ứng dụng những cái thất Phật diệt tội chân ngôn, những cái nó giảm bớt cái trừ cái tai nạn tội lỗi của mình đi, tụng trong cái thập chú đó. Đó. Rồi mình niệm danh hiệu của các Đức Phật gia hộ, sự gia trì, phải có tự lực và tha lực. Làm cái gì cũng phải tự lực tha lực, mà đạo Phật là đạo tự lực chính. Tha lực tức là cái năng lực gia hộ của chư Phật Bồ Tát, năng lực siêu nhiên, mà mình phải có cái năng lực của mình trước. Cho nếu mình không có cái tự lực thì không bao giờ có, mong cái chuyện tha lực là cái chuyện không bao giờ có được. Cho nên là cái mình có thể trong quá trình quán chiếu đó là tứ vô lượng tâm, thì tôi có thể từ bi hỷ xả ứng dụng. Nhưng mà nói cái này trước cái kia trước nó cũng có, nhưng mà trong cái từ nó có cái bi, và trong bi nó có cái hỷ, trong hỷ có cái xả, trong đó có đầy đủ trong đó. Giống như ăn cơm, là chính, mà phải có canh, có cơm, có tất cả các thứ nó điều tiết trong nó. Nhưng mình nêu một cái thì nhiều khi không trúng. Ứng dụng tùy theo cái trường hợp của mình mà tu tập. Các thầy này xin cứ lâu nay học hôm trước thầy nói là mình học mình có những cái thắc mắc ghi xuống. Hôm bữa giờ ai có cái thắc mắc mà đã ghi rồi đem ra để chia sẻ ra ở đây, chúng ta cùng nhau mà nghiên cứu tu tập để những cái khúc mắc của mình là được giải tỏa. Mấy hôm hỏi nhiều lắm, là sao hôm nay im ru thế? Đấy, ngoài tăng sinh thì Đức Hiệu mở mic lên không? Mở mic mở ấy lên, mở camera rồi lên. Dạ. Nói đi con, hỏi gì hỏi đi. Dạ, để kinh Lăng Nghiêm thưa thầy. Dạ, có câu tam đồ bạc nàng cú lý khổ, như câu như thầy cho con dạy cho con câu đó đứng thưa thầy. Tam đồ bát nạn cu ly khổ, nhiều người không biết là nó mấy từng cu ly thì nó khổ suốt đời, khổ ba đời thôi. Nhiều người cũng có nhiều người hỏi vậy đó. Có ông giảng sư mà giảng tầm bậy vậy đó lên thôi. Thưa thầy tam đồ bát nạn cu ly khổ là sao? Nói, ôi, không biết là cũng trả lời lụi. Nó cái mấy cái thằng cu ly đó thì nó phải khổ ba đời, thế sao? Tam đồ là mình biết là mình phải học cái pháp số. Tam đồ là gì? Ba tam đồ tức là ba đường. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bát nạn. Bát nạn là tám cái nạn mà thường gặp: nạn tai, nạn hỏa, nạn thủy, rồi nạn bệnh tật dịch, rồi tám cái nạn của thế gian thường gặp. Nước cũng trôi, lửa cháy thiêu, rồi gió thổi tiêu đều, hay dịch bệnh được tất, tám cái nạn. Tam đồ là nói ba cái đường. Tam đồ bát nạn câu ly khổ là trong những cái kinh Lăng Nghiêm hay là những cái bài sám đồ, là cái người tu tập mình là mong làm sao hóa giải, chuyển hóa, là để trừ được ba tam đồ bát nạn, là trừ đi cu ly khổ. Chứ cu tức là câu đó, là điều lìa khổ. Mong rằng tám cái nạn khổ, khổ trong ba đường, tả khổ vì những cái tám cái nạn hành của thế gian, mong đều được điều tất cả những chúng sanh mà bị những cái nạn đó đều được lìa khổ, là cu ly khổ, là ước nguyện của một người con Phật. Tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm bây giờ ngày xưa là tất cả các chùa đều thọ trì hết, nhưng mà rất là khó. Ngày hàng mình học như nhất cái bà tựa Thủ Lăng Nghiêm rất là siêu việt trong đó. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nô hòn, đại hùng đại lực đại từ bi, duy cánh thẩm trừ vi tu hạt, minh ngã tạo đăng vô thường giác, ư thập phương giới tỏa đạo tràng, thú ngã đa tánh khả tiêu vong, thuốc ca ra tâm vô đồng chuyển. Ở những cái khó gọi là thú ngã đa tánh khả tiêu vong, thuốc ca ra tâm vô đồng chuyển, là những cái đó mới khó. Nhưng mà mình cố gắng mình tập trung vô trong cái bài học của mình, còn mình học lên những cái chương trình đó thì nó sẽ khó hơn. Mai mốt mình học để thêm. Để tóm lại cái câu hỏi là tam đồ bát nạn cu ly khổ là một cái hành nguyện của một người con Phật, làm sao để mong hóa trừ, hóa giải cái khổ trong ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và cái khổ đau, những cái tai nạn
mà được 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 ghi chép trong đó rất là nhiều cái tai nạn, mà trong đó có 8 tai nạn thường gặp, nạn gió, nạn lửa, nạn nước, đồ vân, thì mình mong rằng để đứa mà thoát khổ được vui. Dạ, vậy là mô Phật bạch thầy, chữ cu ly khổ ở đây có nghĩa là mình lìa cái khổ đó, ông bạch thầy. Cu tức là câu. Cô ly khổ là cầu mong cho họ xa lìa tất cả khổ trong ba đường, trong tám nạn, là tam đồ bát nạn câu ly khổ, tức là mình sẽ xa lìa, dứt trừ, hóa giải được cái khổ trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, và trừ được cái khổ đau trong những cái các cái tai nạn mà tám tai nạn thường mô tả đó, là tam đồ bát nạn câu ly khổ. Dạ, mô Phật bát thầy, có cảm ơn thưa thầy. Các tăng ni sinh nào có câu hỏi nào lần trước có ghi ra, chúng ta đặt đưa tay lên. Đức Hiệu đã trả lời mình, thả bàn tay xuống. Không. Mời các tăng ni sinh khác ai có câu hỏi gì nữa không? Trong mấy cái bài học lần trước đấy. Nó còn hay là mở mic rồi chạy hết rồi. Mở hết camera lên đi, chạy đâu hết rồi. Được một hai người mở camera thôi, còn bao nhiêu chạy đâu hết rồi. Cố gắng học, nhiều khi cái học mà học online thì nó bị như thế. Mình không có tập trung, không có tập trung nhiều được. Học trực tiếp thì nhìn trên lớp thầy trò đối diện nhau học thì nó đạt tác dụng tốt. Học online thì có người mở camera đó, thì có người thì nhắn tin, có người thì đọc báo, người làm kia, cho nên cái học cái nó không có đạt nhiều. Còn ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì hôm nay cho nghỉ sớm. Đức Hiệu thì bỏ tay xuống trả lời rồi, giờ nhuận phục ai có câu hỏi gì thắc mắc thì hỏi đi không? Dạ thưa thầy, là học tới chỗ mà vọng tưởng phân biệt chấp trước là gì, cách buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước chưa ạ? Sao rồi, con trực tiếp con đặt câu hỏi đi, cụ thể hơn. Dạ, câu hỏi đó mình hỏi là vọng tưởng phân biệt chấp trước là gì và cách buông để buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước ạ? 84,000 pháp môn tu là để mà hóa giải cái vọng tưởng điên đảo, cứu cánh niết bàn rồi đó. Mình tụng tất cả kinh điển 84,000 pháp môn, mỗi một người tùy theo cái pháp môn của mình tu tập mà đã hóa giải những cái vọng tưởng, những cái điên đảo, hóa giải những điên đảo vọng tưởng để mình đạt tới cái cứu cánh niết bàn, đạt đến cái rốt ráo của sự an lạc, của sự thanh tịnh. Hóa giải vọng tưởng điên đảo thì nó giống như là những phiền não, thì nó vô lượng vô biên. Rồi mình dùng những cái phương pháp tu tập của mình, người hành giả Tịnh Độ Tông thì dùng cái phương pháp niệm Phật, họ trì kinh tạng hóa giải nó. Còn nhiều người chuyên trì chú thì dùng cái phương pháp mật tông trì chú đồ để mà hóa giải những cái phiền não đó. Người thiền tông, người tu thiền định thì sử dụng cái phương pháp của mình để mà hóa giải, chuyển hóa, biến những cái phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến biên kiến kiến thủ vọng tưởng điên đảo, não điên đó, để mà làm cho thân tâm mình được cái thanh tịnh, chuyển những cái phiền não đó đỡ thành phiền não là bồ đề, gọi là phiền não tức bồ đề. Ai hỏi gì nữa không? Nếu không thì các tăng ni sinh chúng ta có cố gắng, mình nghiên cứu, mình tu tập. Thế thì mình phải biết học cái nhất, ví dụ như tứ vô lượng tâm, mình phải biết từ là gì. Đầu tiên học về tứ vô lượng tâm, thứ nhất định nghĩa tứ vô lượng tâm là gì. Tứ là bốn, được dịch từ trong tiếng Phạn Brahma Vihara như thế nào. Brahma là gì, Vihara là gì, mình cũng nên ấy. Và dịch ra trong cái tiếng Hán Việt là tứ vô lượng tâm. Tứ là bốn, vô lượng tâm, bốn cái tâm vô lượng như thế nào. Rồi cái phương pháp từ là gì, bi là gì, mà để đạt được cái sự vô lượng đó như thế nào. Rồi cách dụng công mình tu tập nữa, chứ phải học không. Mình học thì là chỉ là học, nhưng mà muốn tốt là mình ứng dụng. Đặc biệt là cái bài tứ vô lượng tâm này mình ứng dụng hàng ngày để mình tu tập. Mình phải trải được cái lòng từ của mình thế này, trong mỗi cái hành động, qua cái tỳ ni nhật dụng như thế nào. Mỗi một hành động mình làm từ là ban vui bi cứu khổ như thế nào. Mỗi buổi sáng mình bước chân xuống đường, mình cũng là bảo vệ chúng sinh như thế nào. Mình ăn một bát cơm, uống một cốc nước thì cũng trải lòng từ hết. Mà khi nào cái lòng từ mình được mở rộng vô lượng vô biên,
thì lúc đó tôi càng ngày càng tiến lên. Mới ban đầu thì mình gặp việc mình hỏi chút, mình tham, mình sân, mình si, nhưng mà mình tu tập của mình chuyển hóa dần 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 dần, biến phiền não thành bồ đề, biến sự ràng buộc. Mà tự do là gì? Tự do của ngài Đạt La Lạt Ma, ngài định nghĩa là tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Tự do tức là mà trong những cái ràng buộc đủ thứ, tham sân si, cuộc sống phiền não đủ thứ giữa thế gian này, nhưng mà mình được có hai chữ tự do. Thậm chí mà nước Việt Nam mà mình là Chủ tịch Hồ Chí Minh hay cái bán hiệu của nước mình là không có gì quý hơn độc lập tự do. Tự do là gì? Tự do định nghĩa trong nhà Phật và ngài Đạt La là tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Tất cả cuộc sống nó là đối lập với nhau hết, là phiền não. Cho nên gọi là rốt ráo trong nhà Phật là phiền não tức bồ đề, là vậy đó. Muốn có được hoa sen đó, cho nên là phải có từ bùn, chuyển hóa cái bùn nó thành hoa sen. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Nên mình đã chuyển làm cái cuộc sống là chuyển. Cho nên không gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp, ly thế mít bồ đề, du như tìm thổ giác. Phật giáo, Phật Pháp thì nó không có lìa thế gian này. Lìa thế gian để mà tìm Phật Pháp thì chẳng khác đi tìm long rùa sừng thỏ. Cho nên hạnh phúc là nó thế nào? Hạnh phúc nó được xây dựng, nó là lấy từ chuyển hóa từ khổ đau. Muốn có một bông hoa tươi đẹp để mình ở trên bàn mình thưởng thức thì nó từ đâu? Nó người làm vườn mà phải trồng nó trong cái phân, phải cứt, phải rác, phải rén, rồi phải chuyển trong đó mà nó có được bông hoa cho mình. Cái an lạc giải thoát nó cũng phải chuyển hóa từ khổ đau. Nhưng mà không có khổ đau thì không có tất cả cuộc sống đối lập với nhau. Không có khổ đau, không có ràng buộc thì không có giải thoát, không có an lạc. Nếu mình có bông hoa mà mình muốn có bông hoa để mình tiêu, mình ấy mà mình không có phân, không có rác thì không có chuyện đó được. Mình có những bông hoa, bông sen tươi đẹp, muốn có bông sen tươi đẹp đó thì mình phải có từ cái bùn lầy hoa bỏ mà chuyển hóa thành bông sen tươi đẹp để mình dâng cho đời, thì cái giá trị như từ đống rác nhất quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Những bản kinh Pháp Cú. Thế thì cái bài học tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả mình đã học, cái phần chung học, học tâm bi vô lượng, từ vô lượng. Các tăng sinh chịu khó dễ đọc thì quý thầy chỉ giới thiệu một cách tổng quát và cái cách sử dụng, ứng dụng nó. Và mỗi một ngày một đêm, hay thậm chí mỗi trong một thời khó là mình là người con Phật, là đạo Phật đạo từ bi, mà cửa Phật cái từ bi này. Ôi mái chùa thân yêu mà cửa từ bi vẫn nở. Nên cái đạo Phật là đạo từ bi. Hai chữ từ bi là gì? Và mình phải biết rõ được cái lý thuyết, biết rõ được cái giáo lý của từ bi. Và quan trọng nhất là mình phải ứng dụng để mà thực tập được cái từ bi. Thì sau này đó, từ bi mức độ đạt tới mức độ là tu tập tới Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Chitta. Chitta là cái tâm. Tâm nó như thế nào? Tâm bồ đề hay là tâm khổ đau, hay là tâm ràng buộc, thì cũng từ nữa mình cách đó mình chuyển hóa được tu tập. Bây giờ các thầy sinh, nếu mà không có câu hỏi gì nữa thì bài học mình xin lớp học mình tiết học nghỉ ở đây. Hôm nay cũng như được xem là tiết học cuối cùng, hôm nay là thứ hai. Các thầy sinh học khoảng chừng 3-4-5 hôm nữa, bữa nay ngày rằm học 5 bữa nữa là tới ngày 20 là chính thức nghỉ. Và để mà bước sang sang năm là mình tiếp tục. Sang năm là hy vọng sẽ học sẽ tốt. Rồi ăn Tết xong các tăng ni sinh là cố gắng tập trung về trường sớm, mà mình học trực tiếp ở trên trường. Thì trường đó học mọi việc là tốt hơn, bài vở đồ mọi việc đồ sẽ là tương đối tốt hơn. Rồi buổi học hôm nay cũng là buổi học cuối của năm Tân Sửu rồi, bước sang năm thì năm nhâm dần. Chúng mình sẽ cố gắng mạnh mẽ như con cọp, vươn lên, phi lên. Gọi là Chúa Tể Sơn Lâm. Nó làm sao mà mọi việc là tốt đẹp hơn. Bây giờ mời các tăng sinh chắp tay ngay ngắn ở trước ngực, chúng ta niệm bài hồi hướng là nghĩa.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Lớp nghỉ khỏe nha, ăn Tết vui vẻ.